chia sẻ tặng bông cho mấy chứ, tặng bông mới nóc, bông mới nóc. Cái này màu đỏ hết luôn hả con? Bông mới nóc cho mấy chứ ơi, một lóc tay nóc và mà thêm một cái cạc 100.000 nha. Chia sẻ mấy chứ đẹp ơi. Sẽ móc thành tặng quà mấy chứ ơi. 5 cái cạc, trên cái cạc 100.000 và một đôi bông. Đôi nóc đeo không dị ứng không ngứa mấy chứ. Đôi nóc không dị ứng không ngứa nha. Thêm lắp tay nóc nha. Tặng quà không đồng mấy chứ. Chia sẻ hậu em nha mấy chứ đẹp ơi. Chia sẻ hậu em tặng quà không đồng. Em ơi, xin xin rồi. Xin xin chị khô hả? Em bán khô hả? Cảm ơn em nha. À, Kiều Nguyễn cho mai chào em nha. Trang Quỳnh, chào Trang Quỳnh nha. Chào cả nhà hả? Quỳnh Mai ơi, cho mai chào em. Chào em. Chào em, chào cả nhà hả? Học Đen ơi, cho mai chào em nha. Chia sẻ cho em mấy chế ơi. Chia sẻ em tặng, em tặng đa bông. Bông mới nóc á, cái bông mới nóc không ngứa nha, nè bông mới nóc, bông mới nóc chả lắc tay nóc, lắc tay nóc nhiều lắm, không dị ứng không ngứa nha, chế nào có mua lắc tay nóc mình có bán luôn nha mấy chế, lắc tay nóc đẹp lắm, một cái lắc 150, một cái lắc 150 nha, không đen không phai không ngứa nha, cái nóc là không bao giờ ngứa, rồi tặng thêm ra bông 5 phần quà như vậy nha, tình lễ ơi, chị Mai chào em, tặng thêm cái cặp 100.000 5 phần. Mấy trái thương em chia sẻ cho mấy trái. Tí xíu nữa em sẽ lên đồng đồng tí xíu bốc em quay phiếu cho mấy trái. Lên đồng đồng tí xíu em sẽ quay phiếu cho mấy trái nha. Mẹ mấy trái coi nhẫn em đẹp như vàng luôn. Lấy mẫu vàng làm không nha mấy trái ơi. Đẹp gì nè. Đẹp lắm. Rất là đẹp nha. Đó, nhẫn đẹp chưa. Nhẫn đẹp chưa. Linh em có để đồ, để số điện thoại để nhân viên kiểm tra cho em. Chia sẻ hộ em mới chứ. Mấy chế thương em chia sẻ nha mấy chế. Mấy thơ chị Mai chào em mấy thơ. Đặc Nguyễn ơi chị Mai chào em, Đặc Nguyễn ơi chị Mai ơi sao em. Em trúng mà tới giờ không có gửi cho em trúng quà hả? Em có trúng quà bên chị em để số điện thoại để trúng thưởng chưa nhận đi em. Trúng quà chưa nhận cho số điện thoại giùm chị. Cho số điện thoại cho địa chỉ giùm chị luôn. Em nhưng sẽ kiếm cái đơn hàng mà trúng quà chưa gửi là còn ở đây. Còn cho mấy cái đơn trúng quà chưa gửi hộ cô. Trúng quà chưa gửi cho số điện thoại cho địa chỉ chị mới gửi em được em ơi. Tại trúng quà không có điện nha. Nè. Đúng quà mà chưa nhận là để thổi thêm đây hết nha mấy chế nè. Em lên số thổi hậu chị đi. Em là để chúng quà chưa nhận để giùm chị đi. Nhân viên sẽ kiểm đổi cho chợ gửi cho em nha. Còn gỗ chưa gửi hết. Mấy chế chia sẻ cho em chúng quà chưa nhận để chúng quà chưa nhận cho số thổi cho chị luôn nha. Rồi nhân viên em sẽ lấy trong cái hộp đó ra gửi cho mấy chế. Dạ. Chia sẻ là em không có điện. Chúng quà mấy chế có thấy chúng quà bên em thì cho số gọi cho địa chỉ luôn. Dạ. Dạ, chào chị Mai, em nhận hàng và chú nhận ba hàng đẹp lắm hả? Ok chị, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn cả nhà hết. Mấy chế thương em chia sẻ cho mấy chế ơi. Bữa nay em like buổi trưa chị cấp bụi, em chào chị. Dạ. Đẹp quá mấy chế ơi. Chị Cát Bụi ơi, chia sẻ em gái đi, cảm ơn chị nha. Con Lê ơi à. Đồ đẹp không nha mấy chế ơi, đồ đẹp như vàng thiệt. Shop bên kia cũng bán đồng giống chị hả? À, nó bán cấp mẫu chị bỏ mẫu hết rồi. Mấy mẫu này em làm thứ 100 cái không nè nghe mấy chế ơi, 100 nhẫn nha. Dạ. Cho em coi bông đi chị hả? Dạ, ok em ơi, nghiêng ơi, chị cảm ơn em. Em có bộ nha mấy chế.
bộ nha. Dạ, bộ này bộ màu trà nha mấy chị. Bộ màu trà 2.1 triệu. Bộ màu trà 2.1 triệu. Ok, đặt biển này. Rồi, để ngày mai nhân viên kiểm tra lại gửi cho em nha. Dạ. Trần Tiến ơi, mấy chào Trần Tiến ơi. Dạ, mấy chào cả nhà hết nha. Nhẫn đẹp lắm đó mấy chị. Đó, muốn hết nữa rồi. Em làm nhiều là em bán hết nhiều rồi mấy chị. Mấy chị chia sẻ em tặng 5 cái cạc 500 ngàn nha mấy chị. 5 cái cạc 500 ngàn. Dạ, em tặng 0 đồng nha. Em tặng thêm một cái bông inox nha. Bông inox này em mỗi thứ em cũng có một mẫu, một đôi. Đó. Bông này bông inox không dị ứng không ngứa. Cái nào có mua inox nào em cũng bán luôn nha. Một đôi 100 ngàn. Bông inox cái nào có mua em cũng like cho mấy chị đẹp luôn nha. Một đôi 100k. Dạ, em tặng 0 đồng. Em tặng một bông inox và một cái lắc tay. Một lắc tay inox. Lắc tay inox nha mấy chị. Dạ, đeo rất là đẹp, không dị ứng không ngứa luôn. Không dị ứng không ngứa luôn. Thích mua đồ chị. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Đồ cứ thế là em đeo. Đeo rửa xà bông, rửa chanh. Rửa chén bằng tay, giặt đồ bằng tay nó đẹp dữ lắm. Dạ, chế nào có mua nhẫn giùm em nè. Nhẫn mã số 1 nha. Để mấy chế nhìn nhẫn em nè. Đó, đẹp chỗ này nha. Để thích đẹp lắm mấy chế. Nhẫn mã số 1 mấy chế. Nhẫn mã số 1 nha. Đó, đúng đẹp chưa. Rồi, em lên nè. Em lên bông tay nha. Em lên bông tay trước nha. Anh sẽ chia sẻ cho em tí xíu, lên đông đông tí xíu. Dạ. Hồng Nguyễn ơi, chị Mai chào em. Hồng Nguyễn ơi. Hạ. My Hà, chị Mai chào em My Hà ơi. Dạ, em lên bông tay trước nè. Nghi Nghi, chị lên bông tay cho em lựa trước nè. Dạ. Chào buổi trưa vui vẻ. Dạ, chị Diệu Thơ, em chào chị nghe chị. Dạ, em chào mấy chế hết nha. Dạ, em chào cả nhà hết. Mấy chế thương em chia sẻ nghe mấy chế. Vô trang cá nhân một lần, vô hội nhóm hai ba lần giùm em thôi. Dạ. Tại, cảm ơn cả nhà rất là nhiều rồi. Dạ, chế nào chia sẻ em tí xíu nữa em sẽ quay tiếp. Em sẽ quay phiếu cho mấy chế. Mấy chế đợi em cái. Chia sẻ tặng quà không đồng mấy chế đẹp luôn. Em sẽ lên bông cho mấy chế trước nha. Con lên bông trước rồi con. Dạ, em có bộ, bộ nha. Dạ, Hồng Nguyễn ơi, chị Mai dễ thương quá, cảm ơn em. Em có bộ nha mấy chế. Dạ, cái này em có bộ nha mấy chế. Bộ đẹp lắm, 2.1 triệu. Dạ, cái lắc tay này á, nó có tới cỡ 2 cây luôn nha mấy chế. Lắc tay cỡ 2 cây luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ, em có bộ màu màu tím. Dạ, bộ con cho cô mấy bộ nãy ha. Dạ, chưa con, không chưa. Nè, em cho mấy chế coi bộ cái nè. Rồi em cho coi bông, bộ coi màu nha. Bộ này rất là đẹp nha. Bữa nay mấy chế lấy quá trời luôn. Đó, làm cả trăm bộ mà cũng hết rồi, còn có mười mấy bộ, 20 bộ. Mấy chế coi bộ đẹp lắm mấy chế ơi. Bộ màu tím nè. Bộ màu tím giùm em nè. Nha. Cái bộ có 2.1 triệu rồi mấy chế mua bộ này nó thiệt luôn. Bộ này mấy chế mua cầu 70-80 triệu, cả trăm triệu nha. Ủa sao sáng đâu còn có chiếc bông vậy con? Để lộn đồ hình chiếc rồi. Dạ, bộ màu tím vuông nha mấy chế. Màu tím vuông nha. Đó, rất là đẹp luôn. Nè. Bữa nay em like ban ngày mấy chế thấy rõ không? Không có đốt đèn nữa. Đó, bộ màu tím. Có nhẫn. Nhẫn. Chia sẻ hậu em nghe mấy chế đẹp. Dạ, em cảm ơn cả nhà hết. Chia sẻ tặng một đôi bông inox. Một cái nắp inox và một cái cạc 100 ngàn nha. Em bao ship. Em tặng 5 phần. Dạ. Rồi đây, bộ màu tím nha mấy chế. Em cho coi bộ cái em like bông liền. Đợi chị chút xíu nghe, đợi chị cái. Rồi chị lấy bông cho em coi liền. Dạ. Bộ này bộ màu tím nha mấy chế. Đồ đẹp quá. Dạ, 2.1 triệu một bộ. Dạ, bữa nay em chưa có lẻ hay là không có kịp luôn. Dạ, lắc tay 1.5 triệu chị. Đi chị, lắc tay 1.5 triệu. Lắc tay 1.5 triệu nè em. Lắc tay 1.5 triệu nè. Nguyễn Thanh này, lắc tay 1.5 triệu chế Mai đang đeo nè. 3 cây em. Rồi lắc này 1.2 triệu. 2 cây nha. 1.5 triệu. Lắc 1.2 triệu, lắc 1.5 triệu, có lắc 900 và lắc 1 triệu nữa em, lắc 900 và lắc 1 triệu. Chút xíu đợi, chút xíu mà like cho coi nha. Rồi, bộ này bộ màu tím nha mày, bộ màu đỏ cam, đỏ cam nó sáng lắm mấy chế, nó sáng nó đẹp hơn đỏ đậm, dạ, nha, nó sang dữ lắm, đó mấy chế thấy nè, rất là đẹp nha. Bộ này cũng 2.1 triệu luôn. Bé đi mấy chế đẹp ơi. Dạ, em làm 100 bộ. Hết là em qua mẫu mới hết. Như Trần Thiện mình vậy đó. Đeo khỏi đụng hàng nha. Đó.
bông tai. Dạ có bông tai chị, đợi em cái em làm bông tai liền mới chết. Dạ mờ quá hả? Mờ quá chứ mày ơi, mờ lắm em. Đèn cháo quá không có bóc đèn luôn. Dạ bộ màu. Cái này là đôi bông nha mấy chế. Đôi bông nè. Rồi cái mặt dây chuyền nè. Dạ cái nhẫn nha. Dạ bộ màu cam. Bộ vuông đẹp lắm nha mấy chế. Bộ này đỏ cam. Đỏ cam. Dạ chế đẹp nào hợp màu nào lấy màu đấy. Bộ này nếu mà mình mua dòng thiệt 70-80 triệu. Dạ 70-80 triệu. Dạ chị có bán nhẫn cốc cho em. Nhẫn cốc đăng phục mình. Chứ có bán nhẫn cốc em có đủ đây luôn. C17 có em. Dạ C17 có bộ này 2.1 triệu. Dạ nhẫn bao nhiêu? Nhẫn 320 một chiếc em ơi. Nhẫn 320 một chiếc nha. Em ơi. À, nhìn nhẫn nè. Đó đẹp chưa? Không chiếc nào chơi nổi nha. Dạ, đẹp lắm mấy chế. Gấp gấp và đẹp luôn. Đẹp rồi nè. Như vàng em lấy mẫu dòng thiệt làm hết nha mấy chế. Đó. Đồng mà làm đẹp. Đẹp như vàng nhưng đồng khó làm lắm chứ. Đẹp hơn vàng luôn á. Chứ đừng nói đẹp như vàng nha. Đẹp dữ lắm. Gấp gấp và đẹp luôn. Dạ. À, con hộ cô nhẫn cốc hay không? Dạ nhẫn cốc một qua. Rồi, cái đẹp nào coi, cái bộ em đang đeo là bộ màu trà nha. Dạ, bộ em đang đeo là bộ màu trà. Đó, đẹp chưa? Dạ, bộ màu trà nha, bộ màu trà. Bông. Ủa, cái nhẫn đây đâu rồi? Chưa đeo cái nhẫn. Cho cô cái nhẫn màu trà ấy. Đây, bộ màu trà đây. Bộ màu trà nha các bác. Bộ màu trà nha. Đẹp lắm mấy chứ đẹp ơi. Đẹp lắm. Dạ. Cho em xem phá lắc 1.5 triệu. Cho cô cái em. Để em. Cái phá nè, cái phá nó thích cực luôn. Nè cái phá nè. Bên trái làm là em khỏi lo luôn. Nha, đẹp hơn vàng. Đẹp hơn vàng. Ủa, cái phá này thấy không? Thấy cái phá không? Cái phá đẹp vậy á. Cái mẫu dòng thiệt là y như vàng luôn em ơi. Y như vàng luôn nha. Thấy cái phá không? Sách gạt luôn nha. Rất là đẹp. Cái phá nè. Rồi, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Phá 1.5 triệu á. Ok, nghe Nguyễn Thanh này. Ok, chứ cảm ơn em. Rồi, chứ đẹp nào lấy nhẫn con cốc nè chứ. Nhẫn con cốc nè. Nhẫn con cốc nè. Cốc này cốc kim tiền nha. Cốc kim tiền, cốc đỏ và cốc xanh. Cốc kim tiền, cốc đỏ, cốc xanh. Dạ, 1 chiếc 150 ngàn. 1 chiếc 150 ngàn. Chăm tiếc. Chăm tiếc quá. Dạ, không có bệnh. Chăm tiếc quá vậy ta. À, ghê ai. Ghê ai. Cái lo bị ghê ai. À, Hăng Lê ơi, chị cảm ơn em. Dạ. Chăm tiếc quá rồi. Tại thấy còn ngon lành lắm mà. Sao mới lên live bị căng tiếng rồi. Kệ vậy. Nãy thấy còn ngon lành lắm, giọng còn ngon lắm mà còn im giống như ca sĩ lắm, mới chạy lên like nè. Mới like khăn tiếng rồi. Hăng Lê chứ, cảm ơn em Hăng Lê rồi. Dạ, chế ơi, chế gì lấy cốc nè. Cốc đỏ, cốc xanh, cốc kim tiền giùm em nha. 150 ngàn em bao ship. Dạ, 150 ngàn bao ship. Rồi còn bỏ dòng mẫu cô đây, có đúng đây nha. Ly nào cũng có hết trơn á. Ly 20-21 có luôn á. Ly 20-21 có, ly to có luôn. Chế nào lấy bộ màu trà em đang đeo nha. Ê, vui dòng thiệt em mới chứ. Bộ màu trà mà màu nào cũng đẹp thế nào. Em có mua đồ của chị nhiều lắm rồi phải không? Ừ, chị cảm ơn em. Giờ thấy cái nào thích mua nha, thấy cái nào đẹp thích mua. Dạ, cái nào cũng như vàng chứ làm như vàng. Rồi cái bộ nào thích mua, cái bộ màu vàng nha mấy chế. Bộ màu vàng nha, bộ màu vàng chanh, vàng lợt nha. Dạ, bộ vàng chanh nha mấy chế. Bộ vàng chanh. Đó. Bộ vàng chanh nha mấy chế đẹp ơi. Dạ, bộ vàng chanh nha, rất là đẹp luôn. Trời ơi, mấy chế ơi, như vàng vậy đó mấy chế. 2 triệu mốt một bộ. Chế nào lấy lẻ thì đợi em mấy bữa nữa. Bị nhẫn ơi, uống nước thì trái. Ừ, để chế cảm ơn em. Chế cảm ơn em, để chế uống nước vô cái. Ủa sao cái máy này mờ gì vậy? Chị cho
em xem xin chữ không chị có xin chữ có em mấy trái ơi chia sẻ hộ em nha mấy trái chia sẻ nha chia sẻ hộ em sẽ tặng nha. Ở đây cái video của em nó bị bóp tương tác rất là nhiều, nó bóp đừng cho ai thấy em đừng cho mấy trái thấy em, mấy trái thương em chia sẻ hộ em nha. Và tương đàm cho mai chào em tặng một cái cạc 100.000 và một cái lắp tay, cái lắp tay tóc không dị ứng không ngứa nha, đeo ngày thường không đen không phai không ngứa, không bao giờ ngứa mà không bao giờ đen mà không bao giờ phai, đi tóc cũng đeo rất là tốt luôn. Dạ, thêm một cái bông nha, rồi thêm một cái bông và xi men chữ xi men nè. Dạ, xi men nè em ơi, đợi đợi mai cái mà lấy ra cho coi nha, mấy này là mấy cái mẫu thôi, mấy cái lấy là em có đủ mì. Bên cho bài trước em để trước đường á, rồi mẫu chữ này mày, chữ này là chữ u xì nè, chữ u xì nè, 780 em ơi, 780 dạ mẫu chữ đó nha. Rồi mẫu này là có u xì nữa nè ha, cái này là mẫu thôi mày, chỉ lấy ra cho mấy trái coi rồi. Cái này chờ neo nè, chữ u xì với chữ trò neo thôi nha mấy chế. Dạ em mới làm hai chữ này thôi, không có làm kịp, để từ từ nha mấy chế, từ từ em sẽ làm thêm cho mấy chế. Rồi chia sẻ tặng quà mấy chế ơi, chia sẻ tặng quà, tặng quà không đọc. Dạ em sẽ lai mấy màu nữa cho mấy chế coi nha. Dạ mấy bộ màu nha, bộ màu màu cam đẹp quá trời luôn, màu cam tôi chưa lai đúng không. Dạ màu cam nè, ai da mua hoặc là rớt quà vậy ta. Dạ bữa nay bán đắt, bữa nay bán đắt lắm mới rớt quà, là nó rớt quà là nó bán đắt lắm mấy chế ơi. Dạ nè đây bộ cam nha. Dạ bộ cam nhẫn nam cô ơi. Dạ ừ ngăn lê chút xíu cô la nhẫn nam liền, nhẫn nam rất là nhiều luôn. Dạ Ngọc Dung ơi, chào Ngọc Dung nha, chắc chưa cũng coi mai nữa hả. Dạ em chào mấy chế mối đẹp hết, nhẫn này nhẫn màu à, cái bộ này cái bộ màu đỏ cam, nãy cô like chưa quên mất tiêu rồi. Dạ đỏ cam nè mấy chế thấy không, đẹp không đó, đỏ cam nè bộ nghe mấy chế đẹp ơi, 2.1 bộ này á, là cái lắp không là 2 cây rồi đó nha mấy chế đẹp. Dạ mấy chế mua bộ này nếu mà dặn thiệt 70-80 triệu, bộ này có 2.1 triệu thôi, em bao ship cho mấy chế nha. Rồi đó nhẫn bông mặt dây chuyền, dạ em có đủ size nha, có ni 48 tới ni 60. Mặt viên đàn chia sẻ chị mai quá trời luôn em gái ơi. Đôi bông mới nóc đẹp đúng không, đôi bông mới nóc đẹp đúng không, cái lắc cũng đẹp luôn đúng không. Nè bữa nay chia sẻ tặng đôi bông khác nữa nè, đó tặng một đôi bông mới nóc và một cái lắc tay nha mấy chế. Đó đôi nóc nha, thêm một cái cạc 100.000 ha. Chia sẻ hộ em nha mấy chế đẹp ơi. Rồi em còn bộ màu trà nè. Dạ bên em tới 5 màu nha. Dạ màu tím, màu tím, màu tím và màu đó, mấy chế thấy màu trà đẹp, màu trà đẹp chưa. Màu này màu xanh ghiêu. Em đang đeo là màu trà xanh ghiêu mấy chế, như dòng thiệt nha. Hôm qua có chị khách loại Mai ơi, chị có ghé chợ thiết em, cái bộ này y như tiệm vàng chợ thiết nha mấy chế, qua chợ thiết rất là đẹp luôn, y như vàng nha mấy chế. Dạ bộ dương này em làm y như vàng nha. Bộ này bộ màu xanh ghiêu, bộ màu xanh ghiêu đó mấy chế thấy sàn rồi. Dạ mấy chế đẹp ơi, màu vàng, màu tím và màu đỏ cam, rồi màu trà nha. Rồi cái đẹp nào hợp màu nào lấy màu đó, em có 5 màu nha mấy chế đẹp. Dạ bộ 2.1 triệu nha. Dạ bộ 2.1 triệu thấy không nè, nó vuông rất là đẹp nha. Rồi coi cái lắc tay nè, em có đủ size nha. Rồi chế nào lấy bộ giùm em. Dạ em chỉ có một căn bộ thôi, hết là hết, sắp hết lại còn chừng đó, hồi hôm tới giờ mà còn có nhiều bộ đây nè, còn có mười mấy bộ, chắc lên đây hết đi con. Dạ em gì ơi, em có mua lấy em 3 bộ xi men chữ đi 56 không ơi. Ok em công danh đây à, chữ nu xì và chữ trò neo nè, chữ trò neo cũng rất là đẹp nè em, đi 56 ok em. Rồi chứ cảm ơn em, chữ này chữ trò neo.
này cái. Em ơi chữ gu xì nè em ơi, chữ gu xì nè. Mờ quá đi, mờ quá chị ơi. Dạ, bữa nay mờ đó ta, con lấy cái bông gòn con quay cái máy này hộ cô coi. Rồi để cháu nó chùi lại cái nha em, cháu nó chùi lại. Nó về qua bàn tủ bên kia cả. Bộ này bộ gu xì nè em ơi, bộ gu xì nè. Bộ lên đầu. Chia sẻ tặng quà nha mấy chế ơi. Em lên mông nha. Nãy em gái nào lấy mông nè. Em ơi, mông nè em. Ủa con, cái này còn 2 mẫu à sao con? Dạ, bông 200 một đôi. Rất là đẹp nha mấy chế. Còn mờ không em ơi? Người cô Đơn Nguyễn thôi chứ chào em. Mới 5-6 năm rồi đó. Bữa nay mua đồ đi, đẹp lắm nè. Dập xi men thấy làm đẹp không nè. Còn mờ không mấy chế ơi? Các bạn kéo cái chỗ này xuống quá. Sao nắng ở ngoài cho trái vô quá. Nắng ngoài trái vô quá. À tụi con ơi, chạy đâu hết trơn rồi ta? Chạy đâu hết rồi Dung? Con chạy ra lấy về phá xe, đẩy về phá xe qua đây, kéo cửa bên đây xuống hộ cô đi. Dạ. Bông mã số 1 nha. Bông mã số 1. Dạ, bông mã số 1. Bông mã số 1. Bông mã số 2. Bông mã số 2, 200 một đôi màu xích. Cái móc tay tròn gì nè nghe mấy chế. Đó, đeo khỏi sợ hầm tay ngứa gì hết. Rồi, bông mã số 2, 200 nha, 200. Ủa cái này còn được. Thôi đâu. Còn được 2 đôi hả? Đó mẹ. Còn được 2 đôi hả? Rồi. Đó, thổi bên đó. Dạ, đó. Bông mã. Bông mã số 3. Kéo xuống chút đi con ơi, sáng dữ lắm. Trái dữ lắm. Thấy đồ, không thấy đồ luôn á. Cô like cô biết mà. Bông này có hai đôi là gì? Cái này nhiều không? Hết luôn hả? Bông màu trà nha mấy chế ơi, 200. Màu trà nha, tròn màu trà 200. Tròn màu trà 200, mã số 3. Mã số 3. Rồi. Cái này nhỏ không? Quá trời trái chắc. Bữa nay em lây chắc chưa? Sáng ở ngoài á, chối. Chối cái điện thoại nó bị. Dạ. Ok chị Mai, cảm ơn em. Mình Mai ơi, cảm ơn em. Cà Khỉ ơi, chị Mai chào em. Cà Khỉ ơi. Chào em. Bông tay nóc. Em lấy bông tay nóc hả? Em lấy bông tay nóc hả em? Em đổ dung rồi. Rồi trên này bông tay nóc 10 đôi cho em lựa nha. Bông tay nóc một đôi 100, một đôi 100 lấy hai đôi cái bông xít. Dạ, còn bông đồng nè, bông đồng này là bông xít đó. Dạ, bông đồng này đỏ cam 200, đỏ cam 200, mở số 4. Đợi cái lại chùm luôn với bông này nha. Đợi cho xít. Rồi sơn trắng 200, sơn trắng 200, mở số 5. Mở số 5. Mờ quá không cô Đơn Nguyễn ơi? Còn thấy mờ không em? Còn thấy mờ không em? Mở mấy chế ơi. Dạ, có dòng 1 triệu mà lâu quá. Chờ dòng 1 triệu chưa có em. Em ơi, chưa có nha. Đợi chứ vài bữa đi. Dạ. Bông màu tím nha mấy chế. Bông màu tím. Bông màu tím mã số 6. Bông màu tím mã số 6. Con bông cái nóc này, bông này còn 2 đôi là sao con? 4 mẫu luôn mà. Kỹ chưa? Lôi ra kỹ hộ cô đi. Dạ, bông 150. Bông chờ neo, bông ở trên là chờ neo, ở dưới là kim tiền. 150 nha mấy chế. 150 mã số 7. Rồi, bông ngôi sao 150. Bông ngôi sao đẹp lắm nè mấy chế. 150 mã số 8. Rồi. Bông ngọc trai 150 mã số 9. Em bao ship nha mấy chế. Em bao ship. Bao ship chị Văn Khanh đây, chị Mai chào em chị Văn Khanh này. Bông này bông tiên nha, bông tiên mã số 10. Mã số 10. Bữa nay chị làm được chưa? Dạ, bông này bông trà neo xanh lá, xanh nha mấy chế, xanh nha. 200 mã 11.
bông tím, bông tím, dạ tím, màu tím ba cà, 200 bao ship, dạ 200 bao ship, mã 12, dạ trắng, à được, trắng, mã 13, mã 13, còn mờ không em ơi, cô Đăng Nguyễn ơi, còn thấy chiếc mờ không em? Còn thấy mày mờ không chứ, cô Đăng Nguyễn? Thấy chiếc mờ không em? Dạ bông sờ 150, bông sờ 150. Nó đổi cho khách đi con. À em ơi, đứng trước này đi em. Đứng trước này đi, mấy đứa cháu nó lấy cho mấy sờ tại nắng mà chị kéo cửa xuống cho nó sáng tí xíu. Dạ mã 14 nha mấy chị. Bông sờ mã 14 150 em cũng bao ship luôn. Dạ em bao ship luôn. Rồi. Đôi bông này là bông hoa sấy nha. Bông hoa sấy 150. 150. À đúng rồi. Dạ mã 15. Rồi. Mã 16 150 luôn. Sòn nha mấy chết, tôi này vừa đeo nè. Tôi đã mấy chết đeo vừa đeo nè. Rồi, mã 16. Mã 16. Chà neo màu hồng. Em có bộ chà neo nữa nha mấy chết. Dạ em có bộ chà neo y chị nha. Bộ chà neo thì 2 triệu. Bộ chà neo 2 triệu. Hết rồi hả? Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn em. Hết mà phải không? Cô Đồng Nguyễn ơi. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, bông chà neo. Bông chà neo này hồng nha mấy cháy, hồng sen, rất là đẹp luôn. 200 em bao ship luôn. 200 bao ship luôn. 2467. Dạ, mã 17. Rồi, bông chà neo. Móc tay tròn. Mã 18. 150 bao ship luôn. Dạ, mã 18 150 bao ship luôn. Bông kim tiền 150 bao ship luôn. Mã 19. Bông này 180 em ơi. Bông này 180 nha. Đó khách sạn hết đi rất là đẹp nha. Đôi này thì 180 nha, cho em mã 20. Mã 20. Rồi. Bông này là bông giò gà. Đùi gà. Bông đùi gà đây nè, đó mấy trái kêu em kêu một bông đùi gà nè. Đó móc tay sao vậy nha, rất là đẹp luôn. 200. 200 mã 21. Rồi. Mã 22. Đẹp đồ đẹp không mấy chứ. Rồi. Em lên nhiêu bông thôi nha. Đây còn nữa nè, còn rất nhiều nữa. Rồi bông màu vàng 195, hộp đá bự. Rõ rồi chị ơi, dạ ok, cảm ơn Ngọc Dung ơi. Dạ chia sẻ tí xíu lên 150 người nha. Mày sẽ quay phiếu nha. Tặng một đôi bông mái tóc. Đôi bông mái tóc. Và một cái lắc thì nóc. Rồi bông màu vàng. Bông màu vàng mã 23. Rồi màu tím nha. Màu tím. Màu tím mã 24. Hồng sen mã 25. Hồng nha mấy chế 25. Rồi trắng. Trắng 26. Rồi đỏ cam. Đỏ cam 27. 28 là màu đen. Rồi 29 là đỏ. Đỏ đậm. Rồi để mà lại 30 rồi mà lại 40 nóc kem đi. Chờ neo trắng. Chờ neo trắng 200 nha. 200 nha. Rồi, đây 10 bông mấy nóc này em lựa dùm chị nha. Có đại lên đây không? Bông mấy nóc 150. Xin lỗi bông mấy nóc 100. Bông mấy nóc mã số 1. Mỗi thứ có 1 đôi vậy em ơi. Tới dùm chị nha. Chọn dùm chị 2 đôi chị sẽ bao tiếp. Đủ dung rồi, em lựa dùm chị nha. Rồi, bông này là mã 31. 32, thích hơi ngắn ngắn mà có sòn. Bông mấy nóc là không bao giờ ngứa nha mấy chế. Không bao giờ ngứa hết. Em có bán mình bị cho một em tối ngày mua đội nóc em không lắp tay nóc bông với nóc nhẫn thì nóc em nên làm mai ca trương chuyên môn mua đồ trắng không. Rồi mấy chế đẹp vậy tôi 100 nha. 100 mã 32. Rồi 100 luôn, hai đôi bao ship cho em luôn em. Dạ mã số 33. Mã số 33. Rồi mã 34. Hai cái sọ dưới đây nha. Dạ, mã 34. Mã 34 chia sẻ tặng quà mấy chế ơi. 550 người em quay phiếu cho mấy chế nha. Đó, bông sọ. Tôi này là giống đôi tôi đồng số 2 ha con. Giống quá vậy. Đi ngang luôn. Dạ, đôi này cũng rất đẹp nè. Đôi này là mã số
mã số 35. Còn giờ xin lại hộ cô. Mã số 36, 100k inox em ơi. Rồi là nhẫn nam phải không? Rồi nhẫn nam cô ơi. Rồi đợi cô cái chút xíu ngăn ly rồi, đợi cô cái. Rồi bông sắt. Đó, mấy cái sắt sắt tay mà. Làm gì có cái sổ mà trong mua đúng rồi sao? Rất đẹp nha. Đôi này là mã 37. 37. Rồi đã bông chết tim. Đó, dễ thương chưa? 38. Bông inox thì 100k nghe mấy chứ. Rồi 39. 39. 39. Bông inox này em vừa tặng, bạn vừa bán. Thế nào có mua là một đôi 100k. Em cũng còn mấy chục đôi à. Đó, bông này cũng như, giống như cái bông mai nè, rất là dễ thương nữa nè. Rồi, đôi này 40. Em mời lấy hai đôi bông inox chứ bà ship lựa giùm chế nha. Nhẫn nữ, nhẫn nữ. Nhẫn nữ cô ơi, hoa hồng đen này chào em, hoa hồng đen. Xem vòng trên tay. Một cây đi chị. Xem vòng một cây đi chị. À thì chút ơi, vòng một cây nè em. Ủa lên này. Giữa nước à. Quái lại cho sạch cho. Còn một cây bằng này nãy cô lấy cho cô chưa? Dòng một cây này chưa có mở khóa nha em ơi. Nè, xem dòng một cây nè, thì chút đi. Dòng một cây bản nhiệt 330 cái bao ship, mẫu 28 nít dặn hạ chế. Mẫu 28. Đúng rồi, cái này đích dặn em, đích dặn cái bông có một sòn mà. Là bông này là đích dặn, chứ đâu nó không móc tay được nha. Hăng lê ơi, bông đích dặn em. Còn em muốn móc tay là mã 21 nè. Em muốn cái bông móc tay nè. Đó. Nè. Mã 21 nè, mã 22 nè. Mã 22 nè, màu đỏ với màu đỏ cam nè, có hai đôi hai mẫu này nè. Đó. Cái đôi đó không có hàng, cái đôi móc tay đó khó làm lắm, đồng khó làm lắm. Đợi vài bữa mai chú Thọ làm tiếp nha. Dạ, vòng tròn á chị hả? Vòng này vòng dẹp 330. Rồi. Cái này là vòng tròn. Vòng tròn một cây có đủ đi rồi nông em ơi, cái tay mềm mềm hả nông nha. Còn em muốn lấy có phá thì đợi vài bữa em ơi. Dạ, đợi vài bữa nha. Dòng này là dòng nông. Rồi mấy chế thương em chia sẻ nghe mấy chế, tí xíu nữa em sẽ tặng lắc thì nóc. Dạ, bông mới nóc 100. Dạ, bông mới nóc và dạ, lắc thì nóc nha. Tặng quà không đồng, tặng quà không đồng. Em lai nhẫn nam cho mấy em. Nhẫn nam trước cho mấy chế nha. Nhẫn nam trước hay nhẫn nữ trước đây? Cho nhẫn nam cho em coi nha. Dạ, nhẫn này nhẫn nữ. Trên này cái bộ. Chưa lai trời nắng cháo quá. Bên thì cháo, bên thì đen. Nhẫn mã số 1, nhẫn nữ nha mấy chế. Đẹp chưa? Chế nào lấy nhẫn nữ mã số 1 thì mẹ đi như vàng nha. Hồng sen và như và màu trà và màu xanh lá và màu tím. Dạ, rất là đẹp nha. Dạ, mã 28, ok Hồng Yến rồi. Chị cảm ơn em. 195 chế bao ship. Rồi, lên nhẫn nam họ cô đi cô ơi. Lắc có rất là nhiều màu nha mấy chế. Lắc có rất là nhiều màu. Lắc bộ này em có 5 màu nha. Dạ. Màu đẹp thương vàng. Mấy chế mua chiếc nhẫn vàng này 6-7 triệu. 6-7 triệu. Chiếc nhẫn này. Nhẫn này em có được. Nhẫn này mấy chế nhìn đẹp. Dạ, mua tặng cho anh yêu mình chiếc mấy chế rất là đẹp nha. Chiếc này ở ngoài đẹp lắm. Môi đen nha, ở trong đồn nhẫn có một luôn. Dạ, mã 22 đùi gà. Dạ, ok chị Hoa Quỳnh. Dạ, cảm ơn chị luôn. Dạ, chị Hồng Thu chia sẻ, cảm ơn chị luôn. Tí xíu quay phiếu mấy chế. Tí xíu nữa em là nhẫn xong quay phiếu em tặng 5 phần quà. Dạ, tặng một cái bông nguyên nóc và một cái lắc cây nóc và tặng thêm 100.000 cho mấy chế đặt cạc điện thoại. mua cả điện thoại để cho em nha. Dạ. Rồi mấy cái đẹp ơi, nhẫn mã số 1. Nhẫn mã số 1. Ủa sao cái này nó đầy pin hoài vậy ta? Dạ. Nhẫn mã số 1. 380. Em bao mấy cái đẹp luôn. Chiếc này nó đẹp dữ lắm nha. Trong lòng nhẫn có để chữ phước luôn. Dạ. Lắc tay bao nhiêu vậy? Quà Nguyễn Hòa ơi, lắc tay mai đeo là chiếc này là
chiếc này là 1,2 triệu, để chiếc này là 1,5 triệu. Lắp tay mày nhiều lắm, đợi mày lên nhẫn xong mày lên lắp tay cho mấy cái coi nha. Lắp tay nam, lắp tay nữ mày có đủ hết nha. Rất là đẹp như giặt, đẹp mấy cái ơi, đẹp cả hàng. Rất đẹp. Giữa xe bông, giữa chanh, đeo hoài, đeo hoài, đeo hoài. Lúc bây giờ bay màu, dạ, đeo được, chị tê tay. Dạ, cao huyết áp, lắp hộp rõ hết rồi. Lắp hộp rõ hết rồi, chị Lê Nga. Mấy ngày trước em nhớ chị có mua đúng không? Lắp hộp rõ hết rồi. Hết rồi đúng không con? Lắp hộp rõ hết rồi đó. Giờ còn có màu già, màu vàng, và màu đen, rồi bảy màu, rồi màu xanh biển, xanh tím, dạ, đỏ hết trơn rồi, đỏ hết trơn rồi chị ơi, đỏ tím rồi hết luôn. Dạ em hết đỏ hết tím luôn nha mấy chị, lắc em đang đeo, còn xanh lá, vàng, màu già, màu xanh biển, dạ, đen. Nhẫn nữ hộp nhỏ nhiều lắm em. Dạ. Nhẫn nữ hộp rõ nhiều lắm. Có mua mà có ai chốt đâu ạ? À? Không có ai chốt em hết ạ. À? Ủa chết nữa rồi. Kỳ vậy? Để chứ nhớ em lên cái này em có mua mà nhân viên chứ chưa điện em hả? Chưa ai điện luôn hả? Em đợi 1-2 ngày để chứ kêu thợ làm nha. Đợi 1-2 ngày có chứ like rồi, chứ gửi cho thông cảm nha Lê Nga ơi. Có mua mặt ngoài điện. Dạ, lên nhẫn nam cho mấy chế nha, thông cảm chị nha. Dạ, nhẫn nam mã số 1, 380 mã số 1 cho mấy chế. Nhẫn nam đó là nhẫn nam con Thị Thu, còn nhẫn nam là nhẫn nam con Châu. Rất là đẹp nha mấy chế, mấy anh ơi, đẹp dữ lắm nha. Chiếc này đeo rất là modern, rất là sang luôn, 380 mã số 2. Rồi trong cái lồng nhẫn có một nhẫn, một lồng luôn nha. Có đóng mộc hết nha. Dạ, quên shop em có đóng mộc. Chí hiệu quên shop em hết nha mấy anh ơi. Như vàng vậy đó. Anh nào có đeo mà mấy bạn gái có mở ra coi, cho mở luôn sao hết. Cho mở luôn. Có bạn gái đang meo nhẫn. Anh ơi nhẫn đẹp quá, mở ra cho coi. Đừng sợ, cứ mở ra cho mấy chị coi luôn. Cho mấy miêu coi luôn, có khắc mộc trong đây hết nha nè. Có khắc mộc trong lồng nhẫn như vàng đẹp. Không sao hết, không biết giả đâu. Đi như thiệt vậy đó. Giả mà lòng đẹp hơn thiệt luôn nè. Có, thấy không? Dạ, chiếc này mã số 2 nha, mã số 2 380. Rồi chiếc số 3, cái này hộp xanh nha. Ôi, bữa nay em lại một gãi hết, thấy màu xanh luôn. Xanh đó thấy không, đó, xanh đó. Xanh cẩm thạch. Dạ, chiếc này 300, mã số 3. Rồi chiếc này 300 khác nhau nha. Mã số 4 chiếc kia là cái sọn xung quanh trên đây. Rồi chiếc này cái sọn dưới đây. Dạ Trang Nguyễn ơi chị Mai chào em. Chị Mai thấy em ơi. Dạ. Mã số 4. 300. Rồi, chiếc này 250. Dạ chị ơi, em ở Bạc Liêu hả? Cùng quê chứ. Chế Mai ơi, gửi về Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu là người ta kêu bằng chế không à. Còn em kêu bằng chị. Cái kêu bằng chế không là biết chế Bạc Liêu rồi đúng không? Ở Bạc Liêu cỡ 2-3 ngày tới em. Có là em mua. Ngày mai nhân viên chế gửi cho em là ở dưới quê mình cỡ 2-3 ngày tới đó. Dữ lắm là cả 4 ngày. Dữ lắm 4 ngày. Rồi nhẫn gồng nha mấy chế. Nhẫn gồng. Nguyên con gồng luôn nha. 250 em bao ship. 250 bao ship mã số 5. Rồi nhẫn này nhẫn chữ Phước. Nhẫn chữ Phước nha. 250 bao ship. 250 bao ship mã số 6. Dạ nhẫn nữ đợi chị chút xíu chị like em. Đợi chị chút xíu chứ nhẫn nữ nhiều lắm. Nè, em coi nhẫn nữ đẹp. Đẹp mê luôn á. Nhẫn nữ mã số 1 nè. Nhẫn nữ đẹp lắm nha. Nè đó, nhẫn đẹp chưa? Nhiều nhẫn lắm, mấy trăm mẫu luôn. Mấy trăm mẫu lượt, rất là nhiều. Rồi mẫu này là mã số 7 nha mấy chế. Dạ mẫu số 7 chị. Em thấy chị ơi.
lên xi men đi chị. Dạ lên xi men. Ok em đợi chén cái em ơi. Rồi, nhẫn này là mã số 7 màu đỏ màu xanh nha mấy chị. 380 chiếc. Nè. Em có đợi nhẫn đồng vàng mấy chị nhìn nè, đẹp như vàng nha. Em lấy cho mấy chị cùng. Nhẫn đồng vàng em nè. Đó là lọc lọc nhà 2000 chiếc thôi đó. Mấy chị nhìn nè. Có khắc mộc luôn nha, có khắc mộc trong nhẫn nha. Nhẫn đồng vàng này nó đẹp dữ lắm mấy chế. Một chiếc 250, không chế nào trên hết nha. Đeo ngày thường rất là đỉnh luôn, đeo cặp rất là đẹp như thế này. Để làm của hồi môn luôn nha, dạ nhẫn đồng vàng. Đợi hôm nay em lai đằng nhà, con nhà này nó bị chá quá. Đó, cái nhẫn đồng vàng em có đủ đi nha. Cái tay bự lắm, mình chiếc là to thì cũng đeo vô. Nhẫn đồng vàng nha, nhẫn đồng vàng đương gọn không? Cô tôi một chiếc đồng vàng đương luôn. Bông bao nhiêu tiền vậy? Vậy chị, bông chị đeo là bộ em ơi. Cái bên này chị đeo bộ nha. Chắc cái bông này chưa có lẻ. Nay mai có lẻ chứ bán sao nha. 2-3 ngày nữa có chứ bán. Cái này bữa nay vô bộ không à. Tại khách tập quá trời nhiều, không đủ nhau luôn. Chưa có làm lẻ nó được. Rồi, bộ này là, cái này bộ màu trà. Đẹp cái mặt này. Cái này chắc coi chưa có lẻ nha. Dạ chị Mỹ xin qua em chào chị. Dạ bộ này bộ màu trà. Nhẫn, mặt, lắc tay và bông. Bộ màu vàng nha mấy chế ơi, em chưa có lẻ được nha. Rồi. Mấy anh đẹp trai đeo cái nhẫn nhung này đẹp chưa? 250 đồng vàng. Nhẫn nhung đồng vàng 250. Em cũng còn ít nè. Đó, nhẫn nhung đồng vàng 250 nha. Nhẫn một cây để em để gần cho mấy chế coi tại bữa nay. Nắng nó cháo quá. Cháo quá. Nè. Cái nhẫn 200. Xin lỗi, nhẫn 250, nhẫn 250 luôn một cây. Chị ơi, xi men chị đeo bản to, đâu có chị đâu có đeo xi men bản. Chị ơi cho em xin cái dòng bản to đi chị. Cái dòng bản to là dòng này đúng không em ơi? Dòng bản to này đúng không em? Cái này là một cây ba đồng vàng nha, nhưng mà đeo giống như vàng 24k nha. Ấm bụi ơi, 330 cái bao ship. Dạ, dây chuyền mặt màu tím như chị. Dây chuyền mặt màu tím, cái cộng này 1.1 triệu. 1.180.000 em. 1.180.000 nha. Cái cộng này là nó vừa cái khúc bản, vừa cái khúc phen lọc. Cái mặt 450. Cộng dây trên đây là 550, cộng đèn cây nè. Dạ. Cái mẫu này là 1.950. Đeo như cái kẹt sang, thiệt là sang luôn đó mấy chế. Cái mẫu này chế đeo ôm như cái kẹt nè. Rất là đẹp luôn. Dạ, hộp cao mở máy nha chị. Hộp cao chế đang đeo là mã số 1 em. Hộp nhẫn chế đang đeo mã số 1 xin mi rồi. Chế có 5 màu để em chọn màu nha. Nhẫn em đang đeo là mã số 1 mấy chị. Mấy chế nhìn có đẹp như vàng nha. Thấy mẫu vàng làm không à? Dạ, thấy mẫu là vàng làm hết. Mấy chế thấy đẹp lấy đi. Em bao mấy chế đẹp luôn. Đẹp dữ lắm, có 320 em bao xích. Dạ, xi men kim cương bản nhung lưỡi gà. Dạ có. Xi men kim cương bản nhung lưỡi gà có em. 650 em bộ. Ủa cái bộ con không thấy đây vậy con? Đây. Xi men kim cương khóa lưỡi gà này em ơi. 650 bộ. 650 bộ. 650 bộ nha em ơi. Hồng Đào ơi, hôm qua nhà tiệm chị hả? Không có được. Chỉ đường giùm em đi. Dễ lắm em. Em ở đâu rồi? Hồng Đào ơi, nhà chế lại dưới dòng sen lạc nè. Dạ, nếu mà em trên Thủ Đức hay là trên Hóc Môn gì đó là em đi ra quốc lộ 1, em chạy thẳng xuống cái dòng sen lạc nha. Xuống cái dòng sen lạc nè. Là đường này đường quốc lộ 1 nè, dòng sen lạc nè. Có cái ngã tư. Có cái ngã tư. Có cái đèn đỏ nha. Dòng sen lạc có một chỗ có đèn đỏ, em hỏi là đường Trần Đại Nghĩa. Đường Trần Đại Nghĩa bắt đầu em vô chừng 200m. Trên đường Trần Đại Nghĩa vô thẳng 200m. Nhà chị trong chợ Cải Hoàng 3, shop Bình Mai, số nhà 18, khu dân cư Tiến Thắng, Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rất là dễ tìm. Rồi em gõ là bên Google có luôn. Gõ bên Google Maps có luôn. Nè, mấy chị khách đang đứng nhà lựa. Dễ tìm lắm em ơi. Dễ tìm lắm. Rồi, em lai nhẫn nữa cho mấy chế nha. Dạ, nhẫn hộp đỏ. Nhẫn hộp đỏ 250. 250 mã số 8.
đĩa cũng màu đỏ luôn, màu đỏ dễ đeo mấy anh ơi, đẹp nha. Ông đĩa đỏ luôn, ông đĩa bên đây, ông đĩa bên đây. Dạ, mã số 9 300 nha, ông đĩa 300, gửi em hai bộ cement. Dạ, ok Yến Bảo ơi, cứ cho em xem cement lại đây. Cement kim cương, cement kim cương 600, cement kim cương 600, cement chữ chữ trò neo, cement chữ trò neo, chữ trò neo. Dạ, chữ quà lắc tay bao nhiêu? Dạ ok em ơi, lắc tay cái đeo 1,2 triệu, 1,5 triệu, lắc 630, lắc mày bộ 2,1 triệu em, cái lắc màu trà bộ nha, chứ chưa có lẻ, mai mai chứ có lẻ chứ sẽ bán liền, đợi chứ 1-2 hôm có lẻ sẽ bán liền nha. Dạ. Cái này là bộ trò neo, bộ vu xì, hai chữ này rất là đẹp. Nhẹ một bộ, một chỉ, một chiếc một chỉ, bảy chiếc bảy chỉ. Dạ em có căng rồi nghe mấy chứ. Dạ có căng vàng, căng như vàng mình nhé. Bộ này là bộ bộ Gucci nha. Dạ bộ bên đây chờ neo nè. Đó. Giống nhau nhưng mà chạm hai cái chữ khác nhau thôi. Một bộ 780 nhẹ, phá lửa gà như vàng thiệt nha. Bộ này bộ Gucci, bộ chờ neo. Rồi. Men trơn này nặng, nặng á mấy chế, nặng mấy chế đeo. Bộ này 10 năm 20 năm cũng không hư nè. Dạ bộ này nặng 2 cây. Cái bộ cỡ nên 60 58 60 là 2 cây 2, còn cái bộ nhỏ nhỏ chừng 48 50 rồi đó là cỡ cây 8 2 cây nha. Bộ này nặng đặc rồi, mở khóa gì nè. Mở khóa gì nè. Chọn chọn giùm chế nghe mấy em. Chọn giùm mai nha. Đó, mở khóa gì nè. Nặng, không có nước vô. Mấy chế đeo đó đeo càng lâu càng bóng luôn. Có mấy chế mà mua cái bộ cement áo tay dài bên đây chuột qua bên đây rồi cúng hết luôn. Trung Hậu ơi, chị Mai chào em, xin Trung Hậu ơi. Dạ à, Quỳnh Phạm ơi, xem bộ cement đó chế đang coi nè, em chọn đi, chế đang lấy nè, em chọn mẫu nào em lựa đi. Rồi bộ này 780 giảm 700, bộ này 700 nha mấy chế. Bộ này em cũng còn ít, nặng 2 cây luôn, nặng 2 cây luôn. Đó, chạm nha. Bữa nay live buổi trưa em ơi. Hoàng Nam ơi, cô Mai chào em nha. Chào em đẹp trai. Ở đây trưa nay cô Mai hồi hôm cô Mai live bị tỉnh cô Mai xóa rồi. Bữa nay live buổi trưa lại, bữa nay chủ nhật. Tôi mốt buổi chủ nhật chắc chưa em hay live buổi trưa cho mấy chế coi. Tại vì nhiều lúc mấy chị ở dưới tỉnh live bằng ngày không ạ. À. Nếu live bằng đêm không mấy chị không có coi được. Yeah. Bộ xi men này, bộ xi men kim cương mà bản dẹp chị ơi. 650 nha. Dạ 650. Dạ con thì hưu có chị. À bên Nguyễn này con thì hưu bên Mai có. Con thì hưu là 175 với con thì hưu bự thì 300, 300 ship luôn nha. Cho cô con thì hưu đi con. Dạ. Em lại nhắn nữa cho mấy chế nha. Dạ. Nhắn này rất là đẹp. Mấy anh đeo rất là đẹp nha. Nguyên một con rồng ở trên nhẫn luôn mà ở trong này là cái gì? Đó, cái hộp đỏ bự. Nó lồi lên có chút đỏ thôi nha. Dạ em có màu xanh nha, có màu xanh. Cái màu khác màu xanh rồi. Dạ chiếc này 380. Chiếc này em cũng còn ít chiếc thôi, rất là đẹp nha. Chiếc này 380 mã số 10. Dạ em đụng chiếc nào like cũng có hỏi em like nhận được cái gì. Dạ chiếc là nhận được cái gì. Con thì hưu này em ơi. Con thì hưu này 175 bao ship. Đó. Con kỳ hưu này 175 bao ship. Rồi. Lấy con kỳ hưu bự đi. Con kỳ hưu bự 300 bao ship nè. Con bự. Rớt hoài. Cái này nó khó cầm. Dạ con bự nè mấy chế ơi, con bự 300 bao ship. Rồi. Con nhỏ 175 bao ship. Lấy đại con bự đi em nha. Có đủ hết trơn. Dạ. Bích Liên nhẫn mã số 1. Ok em ơi, nhẫn mã số 1 đẹp dữ lắm em. Không anh nào chê nổi đâu. Có anh lại nhà nè, lấy chiếc này không luôn. Chiếc này rất là đẹp luôn. Bao đẹp luôn nha, mà trong cái lồng nhẫn nó đẹp luôn. Chiếc này chắc có chụp hình trên có đăng lên nè. Chiếc này có chụp hình là mấy chế. Dạ mã số 1 rất đẹp nha. Mấy chế coi nữa. Chiếc này con trâu nữa nha, con trâu này khác nữa nha. Con trâu này khác nữa. Con trâu này khác nữa. Dạ, con trâu nữa nha mấy chế. Con trâu mã 11. Mã 11 350. Rồi con này con
cái lưng rùa, cái con gồng, gồng nha, gồng. Gồng có cái đuôi luôn, mà cái lưng thì cái lưng rùa, rất là đẹp luôn. Dạ. Em có anh lại lấy 2 chiếc luôn. Dạ, chiếc này mã 12. Em sẽ quay phiếu cho mấy cái một phần trước nha. Dạ, cho mấy cái chơi vui. Chỗ nào bấm phiếu hộ cô con. Dạ, em sẽ tặng một đôi bông mi nóc và một cái lắc tay nóc, một thêm một cái cạc 100.000, bao ship không đồng, bao ship không đồng. Chia sẻ mấy cái đẹp ơi, chia sẻ hộ em gái nha. Cái Facebook em bữa nay nó bị ốp tương tác, nó bị nóng nóng tùm lum tá lá rồi, bị hết, bị gì tá lá hết rồi. Tự cho bị bóp tương tác mấy cái đứa mèn cái này vậy lắm. Rồi em sẽ quay phiếu cho mấy cái thương em, chia sẻ hộ em nha. Cô cái đầu bông với cái lắc tay đi cô. Dạ, một cái bông với một lắc tay inox không đồng, tặng không đồng, thêm một cái cạc 100k cho mấy cái để dành nạp điện thoại. Nhưng mà em gửi tiền vô trong cái hộp chứ em không gửi cạc nha. Dạ, để cho mấy cái muốn mua cạc điện thoại. Dạ, quay nha mấy cái. Rồi em mê đầu bông với móc đây nè, đầu bông với nóc ngôi sao dài luôn nè, đẹp chưa. Rồi một cái lắc tay inox này, một cái lắc tay inox đây đó, đẹp chưa. Lắc tay nóc này đeo đẹp lắm nha mấy chế, bông nóc đeo không ngứa. Dạ, bông nóc không ngứa, lắc tay nóc cũng không ngứa mà không men không phai nha mấy chế, đẹp. Rồi chị Phương Dung, Phương Dung trời ơi, Phương Dung không phải Ngọc Dung, thấy thương không, Ngọc Dung kìa. Dạ chị Phương Dung nha chị. Chị ơi, lắc tay nóc, bông mi nóc cũng không ngứa nha. Rồi, đôi này nghe chị, lắc này nha. Chị Phương Dung nha chị ơi, chị Phương Dung nha. Rồi, chị Phương Dung. Rồi, em tặng một cái cạc 100.000. Lắc tay nóc, dạ, cạc cái nóc, bông mi nóc. Dạ, chút xíu em quay thêm cho mấy cháy nha. Chút xíu mấy cháy chia sẻ đi, em còn 4 phần. Rồi, xin quay thêm cho mấy cháy em lại nhẵn thêm nha. Dạ, em lại nhẵn thêm. Mấy cháy này nhẵn nữ nó đẹp dữ lắm nha mấy cháy. Dạ, em làm có 100 chiếc thôi, không có làm nhiều đâu, mấy cháy lấy đi, đẹp lắm. 320 chiếc mã số 1, nhẵn nữ. Rồi, mấy cháy coi nhẵn nam nè, nhẵn nam sồn nè. Cái hộp này, cái hộp baguette dài nha. Rồi, rất là đẹp nha. Dạ, chiếc này 250, 250 mã 13. Rồi 250 luôn, 250 luôn, 250 mã 14, mã 14, 250 luôn nha mấy chị. Dạ, nhẫn tỳ hưu, nhẫn tỳ hưu nhẫn rồi, đẹp quá. Dạ, mai chị Mai cảm ơn em nha. Rửa xà bông rửa chanh là eo ngàn thường. Dạ, được chị tê tay nha mấy chị, đổ mùi hôi tay và cao huyết áp luôn, rất là tốt cho sức khỏe, không bao giờ bay màu. Dạ, không bao giờ đây, không bao giờ bay màu. Là nhẫn nam, nhẫn nam đi nè, chị đang like nhẫn nam nè. Chị đang nam. Like nhẫn nam nè. Phạm Mạnh đây, đang like nhẫn nam nè, đợi giùm Mai nha. Dạ. Thanh Tăng đây. Chào Thanh Tăng nha. Dạ. Em đang like nhẫn nam nè, chọn giùm em nha mấy chế. Dạ mấy anh, chọn giùm em nha, 250 một chiếc em bao ship. 250 một chiếc em bao ship. Mấy anh mấy chị có lấy cái mẫu nào cộng mã cộng số điện thoại giùm em nha. Dạ, mua số điện thoại nhân viên em mới biết đường gửi, còn không là không gửi được. Dạ, lát em like là đó là của Ngọc Dung ơi, Phương Dung ơi, Phương Dung đâu phải trúng quà đâu, Phương Dung đâu phải trúng quà đâu, Phương Dung ơi, Phương Dung này, cái chị Phương Dung này là người ta có hình nè, còn cái Phương Dung trúng quà đâu có hình đâu mà nhận không được nha. Phương Dung ơi nè, cái Phương Dung này là cái chị này mặc cái nè, chị Phương Dung này chỉ mặc áo đỏ nè em ơi. Phương Dung ơi, không, chị không có, chút xíu chị có quay chúng em á, em mới được nhận nha. Tại cái hình đại diện em không có để hình, cái ảnh không có hình. Còn cái chị đây là chỉ có chia sẻ, chị có để hình nè. Dạ, cái tên giống nhau thôi nha em, cái tên giống nhau thôi nha. Chứ em không nhận được nha Phương Dung ơi, nè, thấy không? Em có chia sẻ luôn, em có chia sẻ luôn, mà em chia sẻ cho bạn bè. Dạ. Nè, cái chị này là cái chị Phương Dung này là cái chị mặc áo đỏ nha. Em không phải em nha.
xong cảm ơn chị nha, lát chị này chị nhắn tin qua Mexico liền đó. Rồi mẫu này đúng hình em mới gửi nha ba chế. Dạ. Đúng và chúng đúng có tên giống nhau mà, nhưng mà không, cái hình không giống nhau là không phải. Cái hình giống nhau cái. Dạ. Chị đó mới nhận được đây nè, chị này nè. Đây nè chị Phương Dung này chúng quà nè, đó, về chị kìa. Nè, chị Phương Dung này mới đúng nè, đó. Áo đỏ đó. Đó chị lên rồi đó, cái chị Phạm Cúc á. Đây, chị Phương Dung ơi. Ok. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi em like nữa nghe mấy chế ơi, nhắn 250, nhắn 250. Đó cái chị Phương Dung nó mới đúng đó nha. Chị Phương Dung cái hình áo đỏ nó mới đúng chị đó. Dạ. Ok. Rồi, mẫu này là 250 nghe mấy chế. Mấy anh ơi, em có đen có đỏ nha, 250. 250. 250 mã 15. 250 mã 15. Cho em địa chỉ luôn đây chị Phương Dung ơi. Chị Phương Dung ơi, chị trúng quà cho em địa chỉ một cái lắc inox và một cái đồ bông và 100.000. Cho em địa chỉ luôn chị. Dạ, nhẫn hộp năm trắng đi cô. Dạ ok em ơi, nhẫn hộp năm trắng đi cô. Dạ nhẫn hộp năm trắng này em ơi, 250 luôn em. Ngân Lê ơi, chiếc này đẹp nè. Chiếc này đẹp nè. Để em đây nhẫn là xích chôn, để em muốn tay này cho mấy chế thấy nha. Dạ, chiếc sờn. Chiếc sờn này 250 bao ship luôn. 250 bao ship luôn. Chẳng tiền ơi, chị Mai chào em chẳng tiền ơi. Chia sẻ chút xíu em sẽ quay phiếu còn 4 phần nha mấy chế. Dạ. Em cảm ơn cả nhà hát nha. Dạ. Mẫu này nam 250. 250 bao ship mã 66. Dạ. Em đang đeo nhẫn của chị, đẹp lắm chị. Làm đi ba cho em. Nữa, mua nữa. Đi ba nhỏ dữ lắm. Đi ba là giống như nhẫn em bé luôn á. Em đi nhỏ dữ lắm hả? Em thầy chịu ơi. Nói nghe nè, chế có nhẫn kim tiền đi nhỏ xíu không lấy không? Em có chưa? Có nhẫn kim tiền chế có đi hút ốc này nè, chế đeo vừa nè. Nhẫn kim tiền thôi không? Ok, để bữa nào chế có đi ba chế like nha. Để chế kêu thợ làm đi ba nữa. Tại vì cái nhẫn nữ mình là đi nhỏ là nhỏ xíu rồi. Có lấy nhẫn kim tiền đi nhỏ xíu nè lấy không? 180 bao ship. 180 bao ship. Nhỏ xíu xíu luôn. Nhẫn này là giống như nhẫn em bé vậy đó. Đó, em có lấy chứ gửi cho 180 cho bao ship. Kim tiền dài á, kim tiền dài còn không. Rồi, Ngân Ngân ơi, coi nhẫn dùm chế nè. Nhẫn sờn nè, 250. Nhẫn sờn 250. 250 mã 17. Nhẫn sờn 250, nhẫn này đẹp nè em. Cái nhẫn này đi. Nhẫn này cái hộp cao nè nha. Nhưng mà cái bên hông này nó hộp chìm thế nè. Rất là đẹp luôn. Dạ. Rất là đẹp luôn. Xi men đeo hàng ngày được cho em. Nhã Thanh ơi, bên cái đồng mà đeo hàng ngày nó mới bóng, nó mới đẹp. Rửa xe bông, rửa chanh là sáng. Cái này đồng mà, tất cả là đồng hết. Vậy thì không tiền. Bên trái thấy em không hết rồi đó. Nè, không dám like luôn. Là làm nhiều là hết nhiều. Bởi vì em nói nè, hết rồi đó. Còn có mấy chiếc. Em lấy chiếc này không? Chiếc này 200 có đi nhỏ nè. Mà hết rồi. Để kêu tạo làm nữa. Chiếc này bán đắt quá trời luôn. Còn có nhiêu? 6 chiếc. Chiếc kim tiền nó chắc còn có 6 chiếc rồi. Nhẫn mã số 1 nè. Mà chơi lấy thì đẹp lắm. Còn lấy hết nữa đó. Thiệt á. Chứ nào đẹp độc là ra cái hết, ra lấy hết à. Rồi chiếc nhẫn sườn giống như cái đồng hồ Rolex nè em ơi. 250 luôn. 250 luôn. Mã 18 nha. Mã 19 gồng, mã 19, 250 luôn. Giờ cho em xem cái lắc hộp xanh đang đeo chị Quỳnh Lê ơi, lắc Mai đang đeo hộp xanh nè, hộp xanh. Đây, Mai lấy cho coi nè, cho coi liền luôn. Sắp hết nữa rồi, cái này là màu đỏ hết nha, và màu cẩm thạch hết nha, và màu tím hết nha. Cái này em có nhiều màu lắm, nhưng mà hết nha mấy chế. Giờ em còn màu đen nè. Còn màu đen nè. Màu vàng em làm một lô hết là em hết, em nghĩ mấy chế em đã qua lô khác hết rồi. Em đổi mẫu liên tục như vậy thiệt cho mấy chế. Chứ em không có làm một lô đó hoài nha. Em chỉ làm nhiều hết mấy chế lấy cái nào. Lấy đi, nè, hết rồi đó. Màu vàng, màu xanh. Xanh này xanh biển đậm chị.
xanh biển động ở ngoài đẹp lắm nha, ở ngoài đẹp nha, rất là đẹp nha mấy chế, xanh biển động, dạ. Màu trà, xanh biển động, vàng, xanh lá 630 một cái nha mấy chế, vàng, coi giùm em nha chị Lê Quỳnh đây, dạ. Màu xanh biển, em đang đeo, rồi xanh tím nè chị, xanh này ở ngoài cũng đẹp lắm nha, xanh này ở ngoài cũng đẹp luôn, dạ. Rồi màu, màu trà, màu phật hả, màu trà, màu trà, đen, đen, đen rất đẹp luôn mấy chế, đen rất đẹp luôn. Rồi lắc 7 màu, lắc 7 màu, 630, đẹp lắm. Em mua rồi ạ. Ok, cảm ơn em. Ok, chắc cảm ơn em, bữa nào có nhỏ trên like nha. Từ chiều ơi, bữa nào có nhỏ trên like. Dạ, cảm ơn em. Xem nhẫn chân đi, chị ơi, xem nhẫn chân. Xem nhẫn chân nè, em ơi. Nhẫn chân chứ đang like. Nhẫn chân này đúng không? Đây. Có khắp một trong trong nhẫn như dòng thiệt nha. Nè, chiếc này dễ nhìn thấy nè. Đó, thấy không? Nè, thấy cái mộc shop em không? Đây như dòng thiệt nha. Rồi, cái nhẫn chân này một cây 250. Mặt sợi vuông, mặt sợi vuông. Còn chiếc nhẫn chân này mai có đủ gì hết. Đây, có một bọc là cỡ nhiều là mấy ngàn trước. Rất rất là đẹp nha. Đấy, chiếc nhẫn chân này là 250 mai bao ship. Cái này là nặng một cây. Đây, mày sẽ lấy lên cho coi. Chiếc này cái đẹp đào ni năm em có luôn. Đấy, chiếc này ni năm em có luôn nha. Chiếc này em ni năm em có luôn nha. Đó. Cái này là đồng vàng, giống vàng 24. Giống vàng 24 mấy chứ. Một cây luôn. Cây, cây mặt đỏ. Em mua rồi, cảm ơn em nha. Dạ, cho em xem lớp hộp xanh. Dạ, chị Lê Quỳnh chọn màu giùm em nha chị. Là hộp gì ạ? Cái này hộp đá chị ơi. Hộp đá mà đẹp lắm nha. Hộp đá xịn luôn nha chị. Nè, xíu sáng lấp lánh luôn thấy không? Nè, em đưa cho mấy chế coi nè. Chứ không phải hộp ngủ đâu nha. Đó, 630 một lắc. Tất cả bên trong sức em là làm đá tốt không à mấy chế. Nè, chế nhìn nè. Đó, coi nhẫn nè. Nha. Chứ không có làm hộp bũ đâu mấy chế ơi, chiếu lấp lánh không à nha. Rồi, em lên nhẫn nữa nha. Em lên nhẫn nữa cho mấy chế nè. Em gì đó lấy nhẫn sờn mà. Ủa, nhẫn sờn nãy mà trên tay cô like xuống thấy cái gì vậy? À, còn chiếc sờn này chưa like nữa, quên rồi. Dạ, chiếc sờn này đẹp nè em. Mã 20 dùm chế nha. Mã 20. 250 bao ship. 250 bao ship. Mã 20. Mã 20. Thảo Quỷ coi chứ mai chào em ơi. Ôi, bữa nay sao đẹp gái dữ vậy ta. Bữa nay chứ chào em thằng ơi. Bữa nay đẹp dữ vậy ta. Em mua 5 chiếc rồi. À. Đẹp phải không? Mua dạng chứ mai đeo chắc ăn khỏi sợ phai, sợ đen, sợ dính trơn nha. Bây giờ dạng đẹp. Dạ, em lại nhẫn cho mấy. Đây, nhẫn này nhẫn ông thằng Tài nha. Nhẫn ông thằng Tài. Anh nào có đánh số đề mua chiếc nhẫn một tháng trúng 20 lần luôn. Ông thằng Tài nha, 250. 250 bao ship. 250 mã 21. 250 mã 21. Cô mong chữ phúc đi cô. Dạ, chiếc chữ phúc. Chiếc chữ phúc. Chiếc chữ phúc ha. Chiếc chữ phúc 250 luôn. Chiếc chữ phúc vuông đẹp lắm anh ơi. Dạ, chiếc chữ phúc 250 luôn. Mã 22. Mã 22. Đây. Nhiều quá, mất được rồi. Còn 4 phần quà nghe mấy chế ơi, chúc em tặng nghe mấy chế. Chia sẻ hậu em đi, em quay nhẫn nam xong em quay nữa nè. Dạ, giờ nó ép tương tác chứ lắm mấy chế. Dạ, chiếc này, hộp đỏ, hộp đen, 250 luôn nha, 250. 250 mã ha, mã 23, mã 23. Chiếc này cũng 250 luôn, 250 luôn. Đó, chiếc này em có đỏ đen luôn nha. Hai hàng sờn, hai hàng sờn, hai bên. Dạ, rất là đẹp nha, 250 luôn, mã 2. Mã 24. Gì vậy? Tính gì vậy? Rồi đi. Có sao? Rồi, 250 luôn mấy chế ơi. Hai hàng sòn hai bên nha. Chiếc này cái hộp nó vuông nhưng mà hộp đỏ bự trong cũng rất là dễ thương. Dạ, 250 luôn. Mã 25. Mã 25. Chiếc này em còn ít nữa nè mấy chế ơi. Chiếc này 250.
còn có màu một, còn có màu một, còn có màu xanh gồng nằm trên màu xanh, dạ 250 luôn, 250 luôn. Mã 26 cho em xem lại màu trà nha. Đây màu trà sắp hết gậu, lấy đi thiệt á. Màu trà còn được cái hai cái hết rồi em ơi. Cái hộp đá xịn luôn á, thấy không? Tại bữa nay bên đây ban ngày đèn đó, cái trời nắng ở nhà mai gì cái mặt xuống này nè, trời nắng nó chá quá, rất là đẹp nha. Quỳnh Mạnh Lê Quỳnh đây, rất là đẹp em, 630. Cái gì con? Có được có chút phút được không? Có luôn hả? Có quá, bỏ qua luôn rồi con, có kệ luôn. Đây các, dạ chiếc này em có hộp xanh và hộp đỏ nha. Chiếc này 250 luôn, 250 luôn, 250 mã 27, mã 27. Rồi chiếc này 250 luôn, đỏ nha, đỏ rất là đẹp luôn, 250 luôn, mã 28. Em nhẫn nhiều lắm, mấy trăm mẫu luôn, nhưng mà em chỉ may cho anh chị coi 30 chiếc thôi nha. Nhắn nam mã 24. Bích Phượng ơi, mã 24 250 nè em, hai hàng sầu. Rất là đẹp dễ thương nha. Rồi, ok em. 250 cho bao ship luôn, mã 24. Rồi chiếc tấn tài tấn lộc. Tấn tài tấn lộc 250 luôn nha mấy người. Chiếc này em có ni nhỏ nha, hết ni lớn. Ni 20 trở lên em hết nha. Còn ni 19 trở xuống thôi, là ni chung chung với ni nhỏ thôi, ni lớn hết. Rồi chiếc này là mã 29. Mã 29. Rồi em like thêm một chiếc nữa nghỉ nha. Rồi chiếc tiểu lọc mã 30. Mã 30. Mã 30. Em có cement vàng 24 em lấy cái em ơi, cement vàng 24 em lấy cái đồng vàng nha em, đồng vàng tròn. Đồng vàng tròn tiếp có. Nắng nhiều lắm. Mấy chế chia sẻ tặng em sẽ quay hai phần trước thôi chứ mấy chế còn 4 phần. Em rồi em sẽ lên lắp tay cho mấy chế nha, lên nhẫn nữ lên lắp tay, lắp tay nhiều, rất là nhiều mẫu đẹp luôn, lắp tay nhiều mẫu đẹp luôn. Em ơi, em lấy mà dòng cement giống như vàng 24 là em lấy dòng này, nè cái chiếc này đâm chỉ nè, em đeo một bộ 7 chiếc được luôn nha, rất là đẹp. Đó, nó như vàng 24 là cái chiếc này, đeo cả đời luôn. Chiếc này là dòng nông. Chiếc này là dòng nông nè, chưa có mở phá nha, chưa có mở phá đó, nông 150 một chiếc bao ship. Em lấy một chiếc về cho bao ship đẹp lấy nữa nha. Ngọc Dương ơi, chào Ngọc Dương ơi. Dạ, xem nhắn chị Thu, nhắn chị Thu nữ nha. À, nhắn chị Thu nam. Chị Thu mới đây đâu rồi con, cho anh đẹp trai coi nhắn chị Thu. Rồi anh này, nhắn chị Thu nè, 380. Không đẹp không lấy tiền, em bảo đảm đẹp hơn giặt thiệt nha. Cái lòng nhẫn nè, một nhẫn có chữ phước trong đây nha, cái nhẫn này rất là đẹp đó, nhẫn kỳ thu rất đẹp nha. Em bán rất là nhiều luôn, nhiều dữ lắm. Chiếc này không anh nào chơi nổi, mấy chị nữ mình còn mua đeo luôn á, mấy chị nữ còn đeo luôn á nha. Chị nữ nào bỏ đen lấy đeo luôn, kỳ thu mã số 1 kìa em, 380 bao ship. Rồi mấy chị thương em chia sẻ, em quay phiếu tiếp mấy chị, cái này tụt biểu quá. Rồi chị Phương Dung trúng quà cho số điện thoại cho địa chỉ cho em luôn chị ơi, cho em địa chỉ nhà luôn chị, lát em like xong cái máy sẽ chạy cái địa chỉ ra. Rồi em sẽ dán một cái bông và 100.000 và một cái lắc tay cho chị bao ship không đọc. Rồi em quay nữa nghe mấy chị ơi, em quay nữa nha. À, lấy lắc tay lấy bông lại cô con, cô tặng quên chưa lẹ đi. Dạ, tặng đồ đông với lắc tay chưa lấy nó quên nè. Thương hoài nghe chị ơi, thương hoài hình em bé nha. Thương hoài. Đây, một cái bông mi nóc rất là đẹp. Đó, hai cọng dây luôn. Rồi. Một cái lắc tay. Chị ơi, lắc tay rất đẹp, không dị ứng, không ngứa, không đen gì hết nha. Dạ, đây nè, chị
thương hoài nghe chị thương hoài, hoài thương. Thương hoài là không. Hoài thương luôn phải không? Dạ, chị thương hoài giùm em nghe chị ơi. Thương hoài hình em bé nha. Dạ, chúng hình chúng tên em mới gửi được nha chị. Còn cái tên giống nhau trên Facebook rất rất là nhiều. Đó, dạ. Rất là nhiều. Rồi, em quay một phần nữa nha. Dạ, em quay một phần nữa. Em quay tiếp một phần nữa cho mấy chế nha. Con đưa. Rồi, con đưa đi. Một cái bông ngôi sao. Một cái bông ngôi sao rất là đẹp luôn. Rồi một cái lắc tay. Một cái lắc tay đẹp luôn. Ủa, lắc tay mấy chế nhìn nè. Một cái 150 nha. Cái nào mua em có bán nha. Rồi mấy trái thương em chia sẻ nha, đó, trái nào đây? Bảy nhân đẹp gái quá, ok, bảy nhân nha. Rồi, bảy nhân nha, em đẹp đẹp, đeo cái này rất là đẹp nè. Rồi, đôi bông nè, đó, đôi bông đẹp luôn nha. Đôi nóc không đen, không phai, không ngứa nha mấy trái. Dạ, em còn hai phần, chút xíu nữa em quay cho mấy trái tiếp nha. Mấy trái thương em chia sẻ, là cái máy tự động có luôn tên mấy trái hết à. Dạ, em cảm ơn cả nhà hết nha. Rồi, còn hai phần để đây đi, anh sẽ lên nhẫn tay, lên nhẫn nữ, cái muốn coi gì, coi nhẫn nữ nha, nhẫn nữ em rất là đẹp, đó đẹp lắm, lấy đi mấy chế, em lấy hết nữa đó, đây còn có nhiều nè, đó hồi tối một mâm đó mà bây giờ còn có nhiều nè ha, nhẫn nữ, đỏ hết cái đường luôn. Kìa bé nhăn kìa, cho số điện thoại cho địa chỉ giùm chị luôn bé nhăn. Bé nhăn này, cho số điện thoại cho địa chỉ chị luôn em. Chúng quà là cho số điện thoại cho địa chỉ luôn em nghe mấy chế. Dạ, ok bé nhăn này, cho số điện thoại cho địa chỉ giùm chế luôn em. Dạ, mẫu nhẫn mặt mã số 1 nghe mấy chế, nhẫn mã số 1. Nhẫn mã số 1. Đồ đẹp lắm mấy chế ơi. Cái nè, đẹp như vàng không? Trời ơi, ở ngoài nó đẹp lắm nha. Thấy gì không coi nè. Mã số 1. Có em có 5 màu nha. Dạ em có 5 màu. 5 màu. Mấy chế nhìn chút màu tím. Lấy mẫu vàng thì không đó, mấy chế coi mấy mẫu mình định vàng sao lại em có vậy nha. Em uống nước cái nữa em lại cho mấy chế. Đốt cái này uống. Mấy chế thấy không? Mấy chế coi mẫu bình tiệm vàng sao là con em có vậy nha. Đó. Làm y như vàng hết ạ. Dạ. Mặt dây chuyền nam. Dạ, mặt dây chuyền nam. Có, mặt dây chuyền nam em có 380-400. Anh ba chữ tàu ơi. Có. Dạ, nhẫn mã số 1. Nhẫn mã số 1 em có 5 màu. Mã số 1, 320. Có này. Cho cô mặt dây chuyền nam đi con. Còn hai phần chút xíu em sẽ tặng cho mấy chế nha. Chắc chưa trời nắng quá. Lai một hồi đó. Khang tiếng của mấy chế. Chẳng đẹp 340. 340. Mấy chế coi chẳng đẹp không? Đẹp như vàng. Rồi anh đẹp trai ơi. Nhắn. Mặt xe chuyền gồng 380. Xe chuyền gồng 380. Mặt đúc luôn, đúc đẹp như vàng luôn nha, rất là đẹp luôn nha, đó, nè, nguyên con gồng luôn, rồi cái móc nè, rất là đẹp luôn, trên cái móc em khắc mộc ở trên đây luôn nha, đó em có khắc mộc trên cái móc này cho mấy chế luôn, nha, như dòng đẹp vậy, khắc mộc shop em nha, đừng cho mấy chế, đừng chế mua, shop cắt là chạy đổi em được đâu, shop em có ký hiệu của nhà em hết nha, dạ, có ký hiệu hết. Như tiệm vàng nào, ký hiệu của tiệm vàng đó vậy đó nha mấy chế đẹp. Mua shop nào đổi shop đó. Có mua bên kia thấy em giống nhau mà chạy đổi không có giống đâu. Khác nhau hết nha, không có ai giống ai hết. Tất cả là mẫu đó. Shop nào ta bán người ta lấy mẫu của shop người ta nha. Mấy chế coi shop nào đổi shop đó giùm em. Đừng có. Shop em có ký hiệu của nhà em hết nha. Chứ không có giống nhau đâu. Khác nhau hết trơn à. Cái nào cũng khác nhau hết nha. Giống như vàng vàng tiệm vàng nào ký hiệu của shop đó vậy đó, nhưng mà cái đẹp nhà em có ký hiệu của nhà em hết nha. Dạ, mẫu này là 300 380 nè này, 380 gồng có hộp rõ nha, đó, có sờ
còn rõ chính giữa 380 gọc nổi. Nè, đi vô dòng thẻ khách nha. Rồi, cái nào cũng có cái hiệu nha. Cái này cái hiệu trong cái móc này nè, có cái hiệu shop em hết nha. Rồi, cái 380 gọc nổi, cái 380 con gọc. Rồi, tại em không có lại mặt, anh chỉ cho anh coi thân nghe anh ba chữ tàu ơi. Mặt Phật tổ không chị giờ không? Mặt Phật tổ, mặt Di Lạc, mặt Di Lạc hả? Mặt Di Lạc, mặt Di Lạc còn không con? Dạ, ba chữ tàu, anh ba chữ tàu ơi, cho coi dùm cái dùm thôi nha. Tại em đang lay nhỏ rồi. Mặt này 400. Em có mặt quan công quan thánh gì đúng không, công quan thánh. Dạ. Đây. Có mặt này được không anh nè? Ba chữ tạo ơi. Này. Các bạn ông quan thánh nha. Ông quan công, quan công. Nguyên con rồng. Mặt này 500. Mặt này 500, em cũng còn hai ba cái hết. Dạ. Rồi em lai nhẫn nữ nha mấy chị ơi. Nhẫn nữ em có 4 màu. Mấy chị coi đẹp như vàng. Ủa tiệm vàng sao lại như vậy nha. Chút này rất rất là đẹp luôn. Lắm em cũng còn hai mấy chiếc này. Màu xanh dương, màu tím và màu vàng và màu đỏ cam. Dạ. Chiếc này mã số 2. Mã số 2 cho cô. Chiếc 350 đấy con. Chiếc này 250 nha, 250. Cái sòm xé xuống xé xuống dòng dòng. Dạ, màu xanh, màu đỏ và màu xanh biển. 250 mã số 3. 250 mã số 3. Chiếc này là mát đắt nhất luôn. Mở cách rất là đẹp luôn. Em nói mấy trái đúng đẹp luôn nè. Em để lên cho mấy trái coi. Nhẫn mà là đẹp, mấy trái thấy đẹp. Lấy đây em nói thiệt luôn, làm như hết là em cũng bỏ mẫu luôn á. Dạ. Đẹp nhất nhối luôn nha. Đẹp, thiệt là đẹp luôn. Mấy trái lấy chiếc này, mình để dành đi đám đi tiệc Nha Trang là lạc Vũng Tàu gì đó. Hơi chối quá hả? Hỏi quá trời không trả lời. Bọt ghê, cho em xem lại nhẫn nam mã 26. Chị mới thấy á, thấy là chị thấy cho em liền. Mã 26 mã thật. Nhẫn nam 26 nè em ơi, chị mới thấy Ngọc ơi. Nguyễn Ngọc ơi, nhẫn nam mã 26 hộp xanh nè. Hộp, chỉ còn hộp xanh dương này thôi nha. Hộp xanh này thôi nha. Hết 250 chứ bao xích. 250 bao xích. Bà đây Ngọc ơi, đó thấy chưa. Có con rồng ở trên. Úp lại nha, rất là đẹp. Chiếc này đẹp lắm, chị còn chừng hai mấy chiếc khác luôn rồi. Dạ, mấy chiếc đây chiếc nhẫn đẹp nè. Nhẫn đẹp. Bữa nay mẫu vàng sao là em vậy nha. Có trái coi mẫu bên tiệm vàng sao là vàng của em có vậy á. Dạ, em lấy mẫu tiệm vàng làm không nha. Nè mấy trái nhìn nè. Nó đẹp cỡ này. Đẹp hơn vàng mới chịu rồi nha. Nè, coi cái màu chuẩn đẹp 18 luôn. Mấy trái nhìn nè. Trắng, tím, đỏ, cam, view, vàng nha, rất là đẹp. Dạ, chiếc này là mã số 4, 350 nha mấy trái. 350. Ồ, có hồng sen nữa nè nha. Có hồng sen nữa nè nha. Đó, đem một chiếc để dành đi đám đi tiệc đi chơi đeo. Đẹp chưa? Dạ em có hồng sen luôn nha. Dạ hồng sen luôn. Quá trời đẹp nha mấy chế. Lấy đi có 350 rẻ hơn tiền công nữa. Em nói thiệt luôn. Mà mấy chế đeo 10 năm 20 năm cũng chẳng có đẹp nha. Cái chiếc này đeo hoài không bao giờ xưa. Không bao giờ quê. Chế nào mà đeo trang sức, chuyên môn đang đeo sức bự to là lấy chiếc này. Đúng đẹp. Chiếc này đúng đẹp. Em bảo đảm đẹp là đẹp. Đó, cũng muốn hết nữa nè. Thứ em còn mấy chiếc là hết. Chiếc này hộp màu vàng nha. Dạ, hộp màu vàng. Dạ đỏ. Đỏ cam. Rồi màu view. Dạ màu trắng. Không em. Nước nào nó cũng nhát không, nhắm bấm em ơi. Một đôi tay. Dạ, mấy cái đẹp ơi. Cam, trắng, view, vàng. Mấy màu này là đang hot luôn.
luôn nha, như nhận thiệt mình nha, màu nào cũng đẹp hết, cái thằng hộp màu nào lấy màu đó. Này là 350 luôn, mã số 5. Mã số 5 350. Chiếc này đơn giản rất là đẹp, chiếc này 300 nha. Cái này là đồng ngại cháo quá. Chiếc này 300. Chiếc này em cũng còn hai mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thấy rất rất là đẹp. Còn nhiều nó hết rồi. Dạ, đủ đi nghe mấy chiếc. Trắng, cam, hồng, vàng, tím. Mấy chiếc thấy rõ không? Mấy chiếc này tụi con coi thử thấy rõ không không? Mấy chiếc thấy đèn đèn nơi tối tối làm sao? Dạ, mấy chiếc thấy em rõ không mấy chiếc ơi? Có những cặp chồng cặp chân không chị? Dạ có. Chồng cặp chân cặp vàng được không chị? Chị thanh mãi rồi, đi như dòng thiệt luôn chị. Dạ. Có nhẫn sòng trắng nam chứ? Có. Dạ chiếc này 300 nha mấy chị. Chiếc này 300. 300 mã cho cô. Cô đem cái nhẫn nam cô mới lại lại cái cô. Đây nè, chiếc này đẹp nè em. Rồi trắng nam chứ mới lay rồi, mã 66. Mã 66. Quỳnh Mai ơi. À, chứ cho em coi kỹ nè. Ý như dòng thiệt luôn. Thấy không? Mã 66, 250 cho bao ship. 250 bao ship nè cô. Mã 61 cô lay rồi đúng không? Nhẫn bông mai nha, nhẫn bông mai mấy chiếc thấy nhẫn em nè. Ồ, bữa nay đẹp như vàng không nha. Lấy nhẫn nam mã số 1. Mã 23 nha chị. Mã số 1 là chiếc đang đeo nè. Chiếc đang đeo nè. Nguyễn Ngọc ơi. Mã 23 mã nào lấy cho Nguyễn Ngọc coi lại cái con. Dạ, ok, chị cảm ơn em. Cho số điện thoại nghe Ngọc ơi. Cho số điện thoại, em đi quyết định cho em mới được. Mã 23 là màu đỏ, có màu đen, có màu xanh đen, có 250 em. Đây Ngọc ơi, rất là đẹp nha. Rồi, nhắm bông mai 320. Mã số 6, nghi 64 tí. Mã số 6, mã mấy chị con? Phải không? Mã số 6, 250 Quỳnh Mai ơi. Chiếc này dễ đeo nè. Không có hộp, chữ phút, rất là đẹp. 250, 64 tí có. 64 kg nhiều lắm. Rồi ok Quỳnh Mai, cảm ơn Quỳnh Mai nha. Dạ. Rồi nhẫn này nhẫn bông mai nè mấy chị. Bông mai hồng. Bông mai tím. Tím. Vàng. Dạ. Đỏ cam, mấy chị có đẹp không? Đẹp lắm nha. Rất rất đẹp. 320 em có 4 màu. Đỏ, tím, hồng. Dạ, đỏ cam. Mấy cái nhìn trên đây nó dễ nè. Đó. Đẹp vậy nè. Cái này là hồng bao nha, hồng lợn đó, chứ không phải trắng. Dạ. Chiếc này 320 một mai nha mấy cái. Đeo cả đời luôn. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm cũng đẹp. Dạ. Chiếc này là mã số 7 giùm em. Dạ chị ơi, em có dòng tập này để em lấy cho chị coi liền chị. Dòng cặp. Dòng cặp này là dòng cặp bông vàng. Một chiếc 5 chỉ. Một chiếc 5 chỉ nha. Và 150 một chiếc em bao ship. 150 một chiếc em bao ship. Rồi. Cái đồng này là một cây. Đặt cứ như dòng điện mình một cây luôn. Một chiếc một cây. Đó nó tròn vo luôn nha. Rất là đẹp luôn. Chiếc này nông nha. Chiếc này nông. Dạ, chiếc này chế là tay mềm mềm lấy. Muốn lấy mở phá thì đợi em đang làm. Từ từ có em like cho nó chết. Hôm nào có em like cho nó chết nha. Dạ, chiếc này một cây. Rồi thích đeo dòng cặp này được luôn. Dòng cặp trơn nè. Coi đi. Thanh mãi rồi. Dạ, coi dùm ai nè. Cái này đeo cũng rất đẹp. Cái này bản vuông. Dạ, bản vuông. Một chiếc cây 330. Cái này đeo cặp được luôn. Đeo bộ xi men được luôn. Dạ. Mã 2. Ok em Nguyễn Ngọc ơi, chắc thấy xong rồi em mà chắc cảm ơn em. Rồi chiếc này đồng vàng luôn. Một cây luôn. Xin lỗi, có 5 chỉ. Có 5 chỉ, 150 em bao ship. Nông nha.
nông nha, nông không có bỏ phá nha mấy chế. Dạ, mua lấy bỏ phá rồi em chạy bữa. Chiếc này mấy chế đeo như bộ xi men, hai bộ xi men đúng đẹp luôn nha. Một chiếc trăm rưỡi. Đồng vàng đeo đẹp lắm mấy chế, đeo không bao giờ đen, không bao giờ phai. Rất là đẹp. Rồi em lên nhẫn nữa cho mấy chế nha. Còn lấy mấy nhẫn nghĩa tiện. Còn nhẫn gì vậy? Nhẫn hôm qua mới vừa làm xong, có mũi dài dài ba. Bên em nhẫn cốc 150 nè mấy chế, nhẫn cốc ngày nào mình cũng bán được. Chị em mình mua bán là hay đeo nhẫn cốc. Nhẫn cốc là đeo phong thủy rất là tốt. Em có màu xanh và có màu đỏ. Có màu xanh và có màu đỏ. Xanh đỏ nè. Rồi cốc kim tiền nè. Nhẫn, nhẫn hồi nãy chị mới đưa cho em chịu thích không? Chứ nó chị thấy đẹp lắm mà nó rất là dễ đeo. Đeo hoài không bao giờ quên nha. 250. Con chiếc nãy cô Quỳnh Mai coi lại chiếc nãy mã số mấy, Quỳnh Mai nói lộn. Không phải số 6 đâu, thứ sờn nãy cô đeo á. Cô lấy cho tôi á. Số mấy? Mã 16 á Quỳnh Mai ơi. Nè chiếc này chịu không? Chiếc này bao đẹp luôn. Rất là dễ thương. Chiếc này 16 rồi còn một chiếc sờn mà cô cao cao á. Chiếc đó 16 nha, nè coi lại nè. Chiếc 20 cũng đúng đẹp luôn nè. Chiếc 20 nè. Quỳnh Mai ơi, chiếc này 20 nè. Chiếc 20 cũng đẹp lắm nha. Sọt cao. Sọt cao. Cái đây hộp chìm. Hộp sọt. Trắng trắng là hộp sọt chìm nằm trong luôn. Rồi xung quanh này là sọt luôn nè. Xung quanh cái dọc này nè. Chiếc này cũng 250 luôn. Chiếc kia là chiếc này là số 16 nha. Chiếc nãy 16, chiếc này 20. Chiếc này 20. Chọn đi. Mai cho coi lại lần nữa. Số 16 là chiếc này. Lấy chiếc 20 để cho nó modern tí xíu. Dạ. Chiếc 16 thì đơn giản. Nhưng mà đeo hoài mẫu nó không bao giờ quên. Rồi chế nào lấy nhẫn cốc cho em nha. Dạ, nhẫn cốc 150. Nhẫn cốc 150 mã số 8 em bao ship nha mấy chế. Em đụng chiếc nào lấy chiếc đó nha. Dạ. Nhẫn mã 16 250 là ok. Buôn Nguyễn luôn. Chiếc đó cắt đẹp, đeo hoài luôn. Không bao giờ quê nha. Tại em bán em biết đẹp cái nào đẹp. Em cho mấy cái coi. Rồi, nhẫn đẹp 250. Mới giờ làm xong luôn mấy chế. Chiếc này dài. Thấp mà dài. Thấp mà dài. Chế nào thích đẹp. Thấp. Nè, em đeo cho mấy chế coi. Rộng thật không? Dạ, em có đủ ni nha. Mấy chế thấy y nhiều dạng không? Thấy không? Em lấy mẫu dạng thiệt làm không mà có 250 ngàn. Vừa tiền công, vừa đồng, mà vừa thợ, vừa bao ship cho mấy chế luôn. Không bao giờ bay màu đeo vĩnh viễn. Rất là rẻ. Rất là rẻ mà rất là đẹp. Em bao đẹp mấy chế luôn. Như vàng sao là nó vậy nha. Ở ngoài cắt đẹp. Chiếc này dài. Thấp. Chế nào thích đơn giản thấp thì lấy chiếc này. Dạ, em có ba màu thôi. Em có màu bạc. Đỏ, vàng, tím. Cái này đỏ quá, mấy chế khó thấy. Em đưa tay cho mấy chế nhìn thấy. Dễ nha. Đỏ. Vàng. Tím. Thấy không? Mấy chế thấy đẹp không? Có 250 ngàn thôi. Chiếc này mấy chế đeo ngày thường rất đẹp nè. Tại vì nó thấp. Rất là dễ đeo. Nó dài nha. Chiếc này sang, thật là sang. Có 250 thôi. Mã số 9. Mã số 9. Có 3 màu nha mấy chế ơi. Đỏ, vàng, tím. 250. Rồi. Chiếc dài này rẻ mà đẹp mà bền. Nhà nào cũng bán, đêm nào cũng bán. Không biết bao nhiêu ngàn chiếc nhẫn. Chiếc này nè. Em bán không biết bao nhiêu ngàn chiếc. Nói là chiếc này là hết biết nổi luôn. Lúc nào cũng bán được chiếc nhẫn dài. Em có đi nhỏ nha. Nè đi nhỏ nè. Rồi chế nào đi to nè. Đó, chiếc nhẫn dài. Sang lắm mấy chế. 250 bạn. 250. 150 bao ship. 150 bao ship. 150 bao ship. Dạ, 150 bao ship mã số 10. Dạ, Lắc Nam. Lắc Nam. À. An Khang ơi. Lắc Nam cho mai đeo cho cô Lắc Nam 4 mẫu coi con. Dạ, Lắc Nam mai đeo là 1.2 triệu, lắc 1.5 triệu. Đẹp. Bao ghiền luôn. Coi cái phá nè. Cái phá nè. Cái phá nằm chỗ này nè. Sắc sắc kích cả. Đẹp luôn nha. Như vật thiệt coi cái phá nè. Rồi mai lấy Lắc Nam lên cho coi đi. Chế mai ơi, dây chế được một cây không chế. Có được chứ, dây chế khác một cây. Một cây
một cây năm mấy phân luôn á. Xui cho chứ cái một cây em 950 đúng không, một cây em dạ một cây. Lắc nam nhiều lắm. Đây bây giờ cho em coi lắc nam cái nha. Dạ. Em An Khang này 1,5 triệu 3 cây. 1,2 triệu. Thích nhỏ thì đeo gạt thường nó 900. Rồi 1 triệu. Nghe chưa? Sao lại nhả máy nữa chứ? Nè, 4 mẫu lắc nam. Em chọn anh chị nha. Chị đưa lên phân biệt cho em nhìn thấy cho nó dễ. Chiếc này nhỏ, chiếc này vừa vừa, chiếc này vừa vừa, chiếc này to. Rồi, tới chiếc nào? Chẳng cốc mã số 853 kg. Dạ ok em ơi, xong thi rồi. 150 em, 150. Dạ. Lăng Ly ơi, chị mai đồng vàng dây chuyền có không? Không em. Mai đồng vàng hả? Từ từ chị mai làm đồng vàng lại nè nha, từ từ bán vàng non nha mấy cháu ơi, em đang làm á, từ từ em bán bớt đồng bỏ xong rồi em làm vàng non em bán cho mấy cháu nha. Đang làm vàng non thì tại giờ và bữa có em ra bán chứ đang làm em bán bớt đồng bỏ em bán thêm vàng non cho mấy cháu nha. Giả sử em có vàng non rồi em sẽ bán vàng non cho mấy cháu nha. Rồi đây lắc 900, lắc 1 triệu, lắc 1,2 triệu, lắc 1,5 triệu nghe. Coi nhìn cháy 4 mẫu nam đeo cực kỳ đẹp luôn. Em có muốn lắc xích á, lắc phân lặt rồi thì cháy like cho anh sao nha. Cho em coi mẫu lắc lồng này đeo là rất là giang. Đẹp, bao đẹp luôn. Rồi, để đây bây giờ. Dạ bữa em bán vàng non cho mấy cháy nha. Dây chuyền bông lắc tay. Vàng non mất tiền hơn đồng. Nhưng mà đồng em mấy cháy thấy nó đã đẹp vậy rồi ha. Vàng non em bán thì mấy cháy khỏi lo đâu. Rồi em là bao đẹp. Không bao giờ nào như người ta đâu, mấy chị yên tâm nha. Đó. Rồi. Rồi chừng nào có em like cho mấy chị đang làm nha. Chừng nào có nhiều em mới like chứ. Đang bắt đầu làm thôi. Có em like cho mấy chị. Rồi mấy đẹp, mấy chị đẹp về 150. 150 nhẫn 3 hàng sọt. Dạ 150 em bao ship luôn nha. Thế nào? Thích đơn giản. Không thích sờ cao thì lấy chiếc này. Rất là đẹp. Mã 11. 150. Mã 11, 150. Nhẫn bông mai đẹp như vàng không á chứ. Coi đồ em đẹp như vàng nha, đẹp hơn vàng luôn á. Em nói thiệt luôn á, nó chứ thấy không? Nó đẹp cỡ này, mã số 9 màu đỏ 250 cho ok Dương Nguyễn thôi. Nhẫn nam hả em? Mã số 9 màu đỏ cho cô coi lại cái rồi. Nhẫn bông mai đẹp chưa? Mã số 9 đồng địa 320 em ơi. À, xin lỗi 300 quên nó phải không? Dạ mã số 9 300 em mình Văn Nguyễn rồi. Ông Địa nha, ông Địa. Ông đỏ đẹp lắm. Dạ. Nguyễn Hằng ơi, chứ mai chào em Nguyễn Hằng ơi. Ủa em nãy Nguyễn Hằng đẹp gái kia là khác nữa hả? Xin chào em nha. Ở quê sướng ha. Lúc nào trở lại cũng coi cho được khách ha. Quê đã quá trời. Các làm vài năm nữa già về quê ở cái chứ. Sài Gòn bông trang quá. Dạ. Hồng, đỏ, tím, vàng. Đẹp lắm mấy chứ. Dạ mã 12, 320 nha. Dạ 320. Lắc tay nữ đi chị. Ừ, đợi cái chế lai liền. Đợi chế chút xíu, chế lai lắc lai nữ liền. Dạ, xem đồng vàng. Cho em xem đồng vàng. Xem đồng vàng. Em ơi dòng đồng vàng 150 ngàn. Cái này bộn nè, 5 chỉ. Còn cái này dòng đặc nè. Dòng đặc nè. Dòng đặc 1 cây nè. Đồng vàng. Đồng vàng chứ được có mấy món à. Đồng vàng 1 cây bản dẹp 330. Dạ, Lê Long ơi, chào Lê Long ơi. Mai chào Lê Long nha. Dạ, 5 chỉ. Cái này là đặc, không có mổ phá. Cái này đặc, chưa có mổ phá. Rồi, vài bữa em làm có mổ phá em like cho mấy chị. Xem một vài bán đắt ok. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Dạ. Rồi đồng vàng nè. Đồng vàng vuông nè. Đồng vàng mặt tử vuông nè.
chiếc bàn cây 250 và chiếc bàn cây 250 luôn. Ôi em nhiều lắm. Dạ. Chiếc này mặc tự luôn. Đó mà chơi theo. Chắc mình đang nha, còn cái bộ này có bộ bầu trà. Đắt quá, chói quá rồi, nó hết thấy luôn rồi. Xem em mặc cái bao đỏ, cái nó chói nữa. Bữa nay em lai ban ngày em nắng. Chói quá chói rồi. Dạ. Bông thích gà. Bông mít gà thì chị bông mít dặn hả em, bông mít dặn nên mới lại rồi, để cho lấy cho em coi một đôi 200 nha. Nè đôi bông mít dặn 200 nè, kinh phục ơi, sẽ có màu này nè, giòn nè, đẹp chưa, 200 nha. Đã sao là có lẫn chặn chặn hết á, màu trắng, màu trà và màu đỏ, 200. Quay cái nữa thấy không, nó chờ đợi em cái nha. Dạ một tiếp 200 một đôi. Còn em muốn nó chặn cứ cho em coi nó chặn đây nè, nó chặn ngọc chai nè, cái này rồi đó, còn cái mộc này lấy này rồi, ngọc chai nè, ngọc chai 150 nè, bông ngôi sao 150 nè, ship nha. Dạ bông tia 150 nè. Bông tia tia nè, đó là đứt dặn hết á. Bông đó đó. Bông tia 150, bông ngoài sao em gửi bông hộp chai 150. Em nói giùm chế nha. Còn bông sòn 180. Bông sòn 200 thì chế có màu đỏ, màu trà, màu tím, màu trắng 200. Còn bông sòn số 20 này là 180 nha. Đứt gài. Đứt dặn em đem được. Đứt tròn tròn á hả? Tròn tròn là cái bông giò gà này sao nè chứ vậy nè, cái bông có mất cái sao này như lên đúng không, giò gà sao nè phải không, cái bông này là số 21, chắc có đỏ không à, đỏ không à, hết trắng rồi, đợi vài bữa đây chứ có trắng chứ lai nha. Rồi ok em, rồi em lai nhẫn thuốc nha mấy chế. Dạ nhẫn 150, nhẫn 150 này rất rất là đẹp, đẹp lắm mấy chế, tại vì cái đèn sáng quá nha, cái này nó ôm tay rất là đẹp nha, em cũng còn nguyên hết luôn. Dạ, hết luôn. Rồi em cho mấy chiếc coi, chiếc đỏ đậm thì cho dễ thấy. Chiếc này có sờn bên hông đây nha, sờn 4 sờn, ốc chìm, đeo rất là ôm tay. Áo đỏ rất là đẹp hả? Áo đi chùa tối mà đẹp nữa đó. Quá trời tối luôn, tối bị áp quá trời áp luôn. Cái này sao chị xóa bỏ luôn. Dạ, chiếc nhẫn đỏ này 150 nha mấy chế. Má 13. Dạ, chiếc này em có 4 màu, xanh, đỏ, vàng và xanh bẹp, xanh biển. Ừ, chứ em có mặc đồ đó đâu. Qua đi. Giờ là biến thai mặc luôn, gần ơi. Đỏ ghê vậy. Lâu tu bữa cũng được. Người bệnh người phàm đâu phải muốn tu bị ấy lắm mấy chị, đâu phải dễ đâu. Và trải nghiệm hết mới được mấy chị ơi. Nhẫn 195 nha mấy chị, nhẫn 195. Dạ 195. Em coi chiếc lắc 300k. Chiếc lắc 300k dễ thương này là chiếc lắc bi đúng không em? Có, chứ lấy cho em coi liền. Chiếc lắc 300 là lắc bi. Hello Nga Học ơi. Hello em. Tập Dung ơi, chào em. Chào chị Mỹ Xuân Hoa, chào Mỹ Xuân Hoa. Chị Giang Khanh, chào chị Giang Khanh. Con này chủ nhật mấy trái nhà hết luôn á. Dạ, mấy trái chia sẻ một xíu, quay hai phần xíu nữa nha. Dạ, chiếc này là 195. 195, mã 14. Mã 14. Em bức xúc lắm. Ok, cảm ơn em gái. Dạ. Trái làm vàng non. Ừ, từ từ trái đang làm nè. Vàng non là làm cái gì cũng được, dễ làm. Vàng non là dây mì, dây gì cũng làm được hết á. Vàng non mất tiền hơn cái vàng non mất tiền hơn cái
cái đồng đỏ nha, mất tiền hơn nhiều lắm, mất hơn gấp đôi em. Dạ. Cho em một cái mặt một tím giá bao nhiêu vậy chị? Dạ. Cái mặt này em có tới 5 màu luôn hả chị? Cô lấy mặt này hộ cô. Cái mặt này em có tới 5 màu nha, đỏ, xanh lá, trắng, vàng. 450 em màu xích, đẹp, rất là đẹp chị, rất là đẹp. Đây, trắng thì hưu em còn nhiêu hết luôn á, hết sạch 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 luôn á. Dạ. Rồi đen nè chị, đỏ, coi giùm em nha, vàng, dạ xanh lá, xanh lá, đẹp chưa? Rồi màu tím đây, bữa nay lại bằng ngày rối quá. Đồng đỏ đeo ok à? Chứ nào cũng em gọi bán nhận không, chứ nào cũng kêu hơi may à, đừng bán nhận không, không mặt cười cũng xỉu luôn. Đồng đỏ đeo ok kìa, chưa được bán nhận non không á, có chết thì khi bán nhận non, có chết rồi mai ơi đừng bán nhận non, cười quá, bán chết mua, nhận non bên em là yên tâm, bán người ta đâu mấy chứ đừng sợ, rồi sòn trắng nha mấy chứ, chị coi màu tím lại nè chị, 450 em bao xích, màu tím nè, chứng nhầm 18 đẹp nha, cái móc em có làm sòn ở trên cái móc luôn, cái móc em làm sòn ở trên luôn, rồi em làm kỹ lắm. Làm đẹp lắm, làm như vàng vậy đó nha mấy chế, bao đẹp luôn nha. Bữa nay là em làm đồ vàng sao nó đẹp hơn vàng nữa, đừng nói chi mà đẹp ở đó đó. Dạ. Chọn màu cho em nha chị, có màu già không chị nha không? Cái đó có 5 màu không? Dạ. Chị thấy đẹp, đẹp mà, dạ chị, ok chị. Chị hãy đừng có bán nhận non. Dây phan lọc bự em đang đeo hả? Cổng này là 1.950.000. Chị có xi men tròn không? Dạ có. Xi men trơn hả? Xi men trơn chị có ni 48 em ơi. Cái xi men trơn. Chia sẻ lát em tặng hai phần quà cho mấy chế nha. Xi men trơn có ni 48. Bộng quá nha. Bộng chứ có ni 48. Đâu có tiêu rồi. Để cô mẫu cái con. Cho cô mẫu cái bếp này. Có hai con ơi, có hai nè, có đây xi men chân nè em ơi, một bộ 680 một chiếc, này là một khóa lưỡi gà như dòng thiệt, là một chiếc là một bộ là nè 7 chỉ, có này 48 thôi nha, hết này rồi, còn em lấy xi men chân này chứ có đủ ni nè, bộ 700 chứ có đủ ni. Bên trái có mẫu đặc với mẫu đặc với mẫu hai cây, cái này đeo bền dữ lắm em, rất là đẹp luôn. Đồng bền là ok rồi. Đồng là đẹp dữ lắm á chị, chỉ có thu vàng thôi đó. Đẹp. Mà vàng nâu em đẹp nữa. Đẹp, em ra vàng nâu là đẹp. Má chết, em làm đẹp lắm má chết, khỏi lo. Đó. Làm đẹp lắm nha, đẹp nhất nói luôn á, mẫu vàng hết. Dòng xi men này là 7 chiếc là 2 cây nha em, 700. Cái này là mẫu vá gì nè, trơn này chứ có đủ ni nè. Cái mẫu này là năm rồi chứ bán hơn 10.000 bộ, chứ bán gấp rất là nhiều luôn. Mẫu này nè, bán rất là nhiều luôn, không chỉ khách nào chơi được nha. Mẫu vá này dễ mở mà dễ đeo luôn. Cái này nặng 2 cây. Rồi, cái trơn thì ni, cái trơn 680 thì chỉ còn có ni 48 thôi. Dây chữ công có nhỏ không chị? Dạ có em, có dây chữ công. Dây chữ công nhỏ chứ có. Còn có em ơi, dây chữ công 950 vậy, 750. Chứ có hai loại nha. Tại chứ đang là nhẫn rồi, đợi cháu nó kiếm lên cho em coi đi. Rồi, nhẫn này 150 nè mấy chứ, nhẫn tiền hưu nè. Nhẫn tiền hưu nè mấy chị nữ mình. Có màn ăn mua bán gì là đeo rồi, tiền hưu là nó mất tiền không à, nó không có. Không có ra nha. Có ăn vô thôi. Dạ đó. Dây chữ công cộng này là 950 nè em. Cộng này 950. Cộng này 950. Kim Phượng ơi. Rồi. Cộng nhỏ hơn. Hồi tối có cộng nhỏ hơn á, cộng 750 á. Mà nhẫn kỳ hưu nha chứ. Nhẫn kỳ hưu. Dạ em có đủ màu rồi mấy chứ. Đỏ, đen, hồng, vàng, xanh lá và xanh biển. Em cũng còn mấy chiếc hết đó.
còn 20 chiếc thôi. Chiếc này 150 em bao ship em mấy chế ơi, em có đủ ni luôn, chợ bá 15 150. Cái chiếc hồi tối á, cái cộng dây hồi tối á, đồ nhiều lắm, dây ở dưới em làm mấy ngàn cộng dây như này. Dạ, tại em chưa có lai dây được. Chút xíu em sẽ lai dây cho mấy chế đẹp liền nha. Chút xíu em lai dây cho mấy chế đẹp liền. Dây nhiều lắm, em phải môi dây lên cho mấy chế đó. Chút xíu em lai dây cho mấy chế nhiều lắm nha. Em để một bàn ở dưới đây nè, gấp từng nhiều mấy ngàn không biết. Dạ, lắp tay rồi, ta đẩy hết. Cái dòng này chiếc dòng nào bỏ gì cô sợ mắc. Để chiếc dòng này. Dạ, gắn thì hưu giùm em nha, mã 15. Hù lên em còn có mấy chiếc kìa mấy chế ơi. Một chiếc có 150 ngàn à. Hù ly bữa nay còn có hai màu à, màu đen và màu hồng. Trái nào lấy? Màu đen màu hồng giùm em hết rồi, còn có mấy chiếc à. Màu đen màu hồng mã 16. Còn được một chiếc trắng nữa nè mấy chế ơi, hồ ly cũng dễ thương nè. Dạ, 150 bao ship, 150 bao ship, bắt tay nhiều lắm mấy chế ơi. Trắng này cũng muốn hết nữa nè. Trắng này cũng 150 luôn. Dạ, em đưa mặt gì cho mấy chế nhìn dễ thấy chút xíu. Trắng này màu tím nè, màu đỏ nè, và màu xanh biển nè. Xanh tím, xanh biển, đỏ, xanh rêu, dạ, vàng, cẩm thạch. Xanh tím, xanh biển, đỏ. Nghe mấy chế ơi, trắng hột vui là trắng hột màu, hột màu vàng, mấy chế thấy hột đẹp chưa? Đó, may là một ngày đó mà thấy gấp sáng vậy á, nha. Cũng sắp hết luôn, 150 luôn, em bỏ mẫu hết. Dạ. Em làm xong lại bỏ mẫu hết, em làm mẫu đẹp vui vàng cho mấy chế hết luôn. Rồi. Mẫu này 150 mã 17 hột dưa. Và mẫu này hộp bầu 150 em bao ship luôn, 150 bao ship luôn, 150 mã 18. Em ơi, em vậy lấy lắc bi 300 nè em ơi. Lắc bi 300. Cái bao ship luôn nha. Lắc bi 300. Bao ship. Rồi, cảm ơn em. Rồi em ơi, cái chữ công 750 thì em có lấy em cho cái số điện thoại nha. Nó giống như cộng vậy nè. Giống y như vậy luôn, mà nó nhỏ hơn chút xíu. Nha. Con nhỏ 750. Ok em, 750 nha Kim Phượng ơi. Y như vậy mà nhỏ hơn. Rồi. Cảm ơn em. Em cứ chờ số điện thoại đi. Xin gửi cho Kim cho em có hết. Tại vì nó nhiều lắm. Ở dưới đây, cấp rất là nhiều nha. Dây chuyền rất nhiều lắm. Mấy ngàn cộng lắm. Nhiều lắm. Rồi, nhắn này 150 luôn mấy chế. Rất là đẹp. Đây, có là đẹp ơi. Đây. 750 nè. Đó, Kim Phương ơi, đây, rồi, chế cảm ơn em. Để là chân cái mũi chân nó luôn nè con. Đó, thử nè. Rồi bỏ cọng này cho nó luôn. Đắp con này cho dễ. Nhắn sòn các bác chế. Nhắn sòn hộp dẹp. Cái hộp này 5 hàng, 1, 2, 3, 4, 5 hàng. 1, 2, 3, 4. Đó, 4 hàng hộp dẹp. Cái sòn rất dễ thương, 150 luôn. 150 luôn. 150 mã 19. Rất là đẹp. Nhắn chiếc lá này 150 em cũng còn mấy chiếc làm cái nó đẹp không? 150 em bao ship. Rẻ đẹp xài bền, không bao giờ bay màu. Mình có người chị, người em gì, người bạn gì mua một chiếc tặng mấy chiếc. Em nói thiệt rất là tốt. Rồi, nhắn này 250 nha mấy chiếc. Nhắn này 250. Nhắn này em mới làm xong. Đẹp, hộp đá lớn. 250. Cẩm thạch còn được 2 chiếc. Màu tím. Màu xanh lá. Dạ, màu vàng, màu trà và màu đỏ. Em còn 6 màu. 6 màu. Mấy chế ơi, xanh lá đó. Xanh lá đó, tím đó. Tại sao đeo luôn cái tay mấy chế khó nhìn nha. Cái này cũng còn có nhiều hết. 250 bao ship. 250 bao ship. Hết xong em bỏ mẫu hết mấy chế. Cái này rất là dễ thương, cẩm thạch. Màu vàng, màu trà đẹp nè mấy chế, màu trà, màu trà nha. Rồi, tím, tím. Rồi, xanh lá đó, xanh lá. Rồi,
chiếc này 250 nha mấy cháy, mã 21. Mã 21. Nhãn hộp đỏ mã 17. Dạ ok em ơi, 150 em. Cái bao ship luôn, rồi nhãn hộp vừa. Nhãn hộp vừa đỏ mộc, mã 17. Cái này có đỏ nha. Ok, cảm ơn em. Rồi. Nhãn này nhãn con ốc. Nhãn ốc nha. Đó, y như con ốc vậy nè. 150 bao ship. 150 như bao ship. 150 bao ship. Chị muốn mua dây phá tròn, em làm phá tròn cho chị có chị. Chị dạ có chị. Chị muốn mua dây phá hộp, em đổi phá tròn em làm cho chị có được thương hiệu Mỹ Sương Vai. Dạ, bên em làm được hết. Làm đổi phá tròn qua cho chị nha. Rồi, ok, cảm ơn chị. Dạ. Mẫu này nhẫn con ốc. Nhẫn con ốc mã 22. 150 nha mấy cháy. Cái chiếc này 100 còn hai chiếc. Chiếc này 100 còn hai chiếc, mấy cháy lụm giùm em luôn đây nè. Còn 3 chiếc. Một chiếc 100 em bao ship cho mấy cháy luôn. Còn nữa có 3 chiếc nè. Chiếc này ngựa này dễ thương nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Mấy cháy đẹp gà thường rất là đẹp. Còn nữa có 3 chiếc khác luôn. 100. 100. Dạ. 100. Mã 23. Chị bán em bộ Simen. Nguyễn Hiền ơi, em lấy mẫu nào với em? Chị Mai ơi. Một màu không chị? Có dòng một màu không chị? Đang làm á. Đang làm dòng một màu bộ nhiều lắm. Dòng một màu giống vậy đúng không? Dòng một màu nãy cô để đây đâu không? Không không, cái dòng nãy cô có để cái màu hồng nằm chỗ này. Dòng hộp màu giống vậy đúng không? Có nhiều lắm đang làm nha. Tại cái dòng này không làm kịp, mấy chị ra nhiều rồi mấy chị mua hết nhiều. Dạ. Okay. Chọn giùm chị nha em ơi. Hello Kiều Nga. Hello Kiều Nga. Dạ, dây chị đang đeo hộp màu tím, dây chị đang đeo hộp màu tím là dây này 1.500.000. 1.180.000. 1.180.000. Dạ, 1.180.000. Cô lấy cọng dây cô đang đeo cho mấy cô coi cái cọng. Dạ, 6 tắc. Dạ, 6 tắc. Dạ. Đây là chưa? Dạ, là chưa đóng quá mấy chê. Có này chả đóng. Không thở ra hơi luôn. Cái bộ này là bộ Chanel nè em. Bộ Chanel nha. Em chọn giùm chị nha em ơi. Chẳng hiền ơi. Chẳng hiền chọn giùm chị nha. Rồi chọn đây. Bộ này chọn luôn xì. Đây nào có em like đợi về bữa chứ có đang làm nhiều lắm. Quỳnh Mai ơi. Dạ, rất là nhiều. Bộ này bộ Gucci. Bộ này bộ Gucci 780 nha em. Trời. Bộ này bộ kim cương 600. Bộ kim cương mở nhẹp. Kim cương mở nhẹp 650 nha em. Mấy mẫu là mẫu mới không đó. Rồi em chọn mình cái nha. Nhắn lên ngựa 150 bao ship. Chị ơi, lắp quân về thu nhỏ này cho em bé đeo được chứ em. Được 300 nó thu nhỏ cho em bé đeo được nè. Em bé vừa tới đâu mất tới đó. Ở đây nó có cái lỗ nè. Có cái móc này nó có cái phá nè. Móc vừa tới đâu móc tới đó em. Đó, cái móc vừa tới đâu móc tới đó nha. Lắp bi 300 cho em bé đeo được em. Cộng dây em đang đeo nè. Cộng dây em đang đeo. Nguyễn Hằng ơi. Bộ xi men cho em đặt ruột. Hay bọng ruột chị Mai mấy chị. Chị có bọng ruột, chị có đặt ruột. Em thích cái nào em lấy nha. Cộng dây em đang đeo nè mấy chị. Nha, phá nè, phá này nè. Phá hộp cho nó đẹp. Còn muốn làm phá tròn em làm phá tròn cho. Gạt tiếng luôn mấy chị. Em lấy xi men đặt đó là bên trái có mẫu này. Xin em đặt 2 cây là có mẫu này 700. Thấy không? Thấy kỹ không? Xin em đặt 700 mẫu này. Rồi xin em đặt chân 700. Đặt là cái này. Không bao giờ vô nước. Đeo 10 năm cũng đẹp. Đeo hoài. Còn mẫu
này cũng 700 luôn, 780 giảm 700 luôn, chứ có 3 mẫu này đặt thôi. Còn như là bây giờ là mẫu mới bộn không à nha, không làm đặt nữa. Rồi, em lại chuẩn bị mấy trái tiếp nha. Dẫn thì giờ em còn 4 màu. Chắc là màu đỏ cũng muốn hết luôn. Dạ đỏ, xanh đen, xanh biển. Có khách chọn lấy đồ cho đỏ, xanh đen, xanh biển nha mấy chơi. 150 bao ship, 150 bao ship, mã 24. Mã 24. Bữa nay Sài Gòn nóng quá. Nóng ơi là nóng. Đợi vài bữa có giọng nha em à, Quỳnh Mai ơi. Đã nhận dám like chiếc chẳng này luôn. Để mấy cháy thấy em làm lần trăm chiếc hết rồi đó. Còn có 5 chiếc thôi. Hết, đẹp. Chiếc này quá trời đẹp luôn. Nè, lấy về mấy cháy cho hết luôn. Em chưa sợ làm nữa. Làm thì 2-3 ngày mới có chứ không có liền. Chiếc này em có đi nhỏ thì lớn đủ hết nha. Chiếc nào lấy 150, em xin lỗi 200 chiếc kim tiền. Dạ. Còn lại có 2% bên. Dây chị đeo hả? Dây chị đeo cộng này chịu 950. Cộng này chịu 950 nha. Làm như cái tiền rất đẹp, ôm nổi rất là đẹp luôn. Cộng này 550. Cộng này chịu mốt 80. Dây chị inox có mà mai không có like á, đủ dung mình. Dây inox mai nhiều lắm. Dây inox mà mấy cái trắng đó nhiều lắm, ở sau lưng mai rất rất là nhiều nha. Em muốn mua cho chị cái nóc hả? Tại chị lai đồng không á. Bữa nay chị sạc, chị lai cho em nha. Bữa nay chị chưa sạc được nha. Chế nào lấy nhẫn kim tiền 200 nha. Em khỏi lai nha mấy chế. Trên tay có 1 chiếc mà đã dầu quên mấy chế không. Còn có mấy chiếc à, đẹp lắm. Lấy đi mấy chế có 1, có 200 ngàn. Mẫu dòng thiệt luôn nha. Mẫu như dòng thiệt luôn. Chiếc công 150 nè mấy chế. Chiếc công 150 đẹp chưa. Em bao ship cho mấy chế luôn. Con công 150, con công 150, con công 150 mã 25 nha. Mã 25. Mắc quá à chứ. Lai hết nổi, nóng quá. Dạ, chắc chút nghỉ quá mấy chứ. Lai lắc tay cho mấy chế cái nha. Rồi. Cho mấy chế coi lắc tay. Dạ, nhẫn 200, nhẫn chờ neo 200. Mã 26. Nhẫn chờ neo 26 200. Còn mẫu nào 150 nữa không? Quá nốt rồi. Mẫu này 250 em còn mấy chiếc thôi. Màu tím, màu vàng, màu già và màu vàng, vàng đậm á. Vàng đậm và màu mấy trái đều chiếc này còn lắm. Chiếc này đã ôm tay nè. Dạ, quá trời đậm rồi. Thở hộp ra luôn. Dạ, chiếc này em còn 4 màu. Mã 27, 250. Quá nóng rồi, để trốn uống nước cái mấy chế. Rồi mẫu này 150. Dài này mấy chế thấy đẹp nè, 150 nha. Dạ, 150 rất là đẹp nha mấy chế. 150 bao ship luôn. 150. Mã 28. Đang lên điện thoại chạy. Nghe chứ? Nghe nè. Cứ đang like rồi, 10 giờ gửi cho em này về phải không? Rồi. Rồi chết qua đây hết sao? Rồi. Rồi. Rồi.
mấy trái đẹp ơi, gắn 150. Bà mẹ Việt Nam ở như Bạc Liêu lên. Giờ tối nay về, bà chị hai bà rước về. Dạ chiếc này 28 nha. 28. Chiếc này 29 150 luôn mấy trái đá lớn đẹp. 150 luôn nha, 29. 29. Rồi, chiếc này 30, học đỏ vuông 150 luôn mấy trái, 150 luôn. Em ba ship hết cho mấy trái nha. Dạ, 30. Rồi. Em lên rất tay em nghĩ nha mấy trái, không quá nóng lại hết nổi à. Tăng tiếng luôn. Tối em lại tiếp. Quá nắng rồi chị Hằng Hậu ơi. Còn hai phần quà, lên đi dẫn thôi con ơi, tay lắp đi con ơi. Dạ, lên lắp tay cho mấy trái nè. Lắp tay 900. Lắp tay 1.2 triệu. Lắp tay 1 triệu. Lắp tay 1.5 triệu. Nóng quá à mấy trái. Tôi lắp giùm em nha. Lắp vòng đẹp lắm, 900 nha. 900. 900. Mã số 1. Lắp vòng 1 triệu. Lắp vòng 1 triệu. Mấy anh mua cái lắp này không vòng xin đã 500 rồi. Đồng đeo không bao giờ nào. Quay hết nha. Dạ. Là muốn ra chanh. Chưa chưa đúng lắm em ơi. Quá nắng ơi. Cảm ơn em Hằng ơi. Để lắp chứ nghĩ like chứ tự làm. Không dám nhờ mấy đứa cháu tự làm. Rồi lắp 1.2 triệu, lắp 1.2 triệu. Mã số 3, lắp 1.5 triệu, lắp 1.5 triệu. Mã số 4, lên lắp hộp câu đi. Mấy lắp là chờ em 1.250 triệu rồi đâu không. Lên lắp là để tôi lại cho ba. Chị nào chê nổi luôn nha. Em có này 48 tới này 60. Dạ, mã số 5. Còn cái lắc 1.2 triệu mà hồi tối cái cô bán vừa mua đó. 1.250 triệu có rất kim tiền. Dạ, lắc 1.2 triệu nha mấy chế. Lắc 1.2 triệu nha. Rất là đẹp nha mấy chế. Lắc 1.2 triệu. 1.2 triệu mã số 6. Lắc xương cá 900. Lắc xương cá 900. Mã số 7. Phan lọc 880. Phan lọc 880. Phan lọc đẹp nè mấy chứ. Phan lọc 880. Mã số 8. Lắc này đẹp lắm nè mấy chứ. Lắc mà đẹp nha. Lắc kinh tiền. Lắc kinh tiền đúng sang luôn. Dạ 1.250. Dạ 1.250. 1.250. Em ơi, inox phải không? Inox đeo không ngứa luôn ha. Hai đổi dùng inox á. Là mấy chị em mình á, mấy chị mà đeo vàng khi mà bị nhấn mà đeo inox không ngứa nè. Nó ok luôn á, như đồng vậy. Nó không phai, không đen mà không ngứa luôn. Inox rất là tốt. Bỏ hết giờ nha. Em lai mấy cái nắp xong rồi em nghỉ nha mấy chị. Hết nó không nói nổi. Theo tiếng. Mệt quá nghỉ đi. Lai mấy cái nắp cho mấy chị nghỉ rồi. Tặng quà nha. Nắng quá, lai không nổi. Nắng mà mình khỏe mình like gì gặp mấy bà bầu bỏ like nữa thì em thấy mấy bà bầu mà trời nắng này bỏ like đó thì thôi luôn, thấy tội nghiệp luôn. Dạ, mấy bà bầu like mình khỏe đây mình like cũng thở hơn cả hơi nữa, mấy bà bầu bỏ like từng ơi. Dạ, em like lắc xong em kết thúc like em chứ lắc 750, lắc 750, lắc 750. Dạ. Dạ mã số 10 rồi, lên lắc đây đi con. 808 khoen là xuống em còn hai phòng nữa em sẽ bốc thăm cho mấy chế. Ở Châu Đốc mưa lắm hả? Em ở Châu Đốc hay em chịu ơi, ở đây nắng tươi
phải nắng phải trái vô nó sáng giới nó là nắng đóng cửa một bên còn một bên nó dội đèn dội vô nó mà sáng thì không bắt đèn luôn nóng gì đó dạ bắt 808 phe lọc sủng em ấy chứ phe lọc sủng mã 11 bữa nào không chút đâu xả lắc cho tôi mà sao thấy ít gì đó lắc mã 12 triệu 350 em có giống như vậy 808 luôn nha dạ. Triệu 350 mã 12 lắc cơ tới 30 mẫu mà dạ. Lắc 530 lắc 530 mã 13 lắc 1 triệu rưỡi lắc 1 triệu rưỡi bóng đẹp lắm mấy chứ rồi rất là đẹp nha dạ. Mã 14 mã 14 con ơi quay phiếu cho cô e con nè lắc này đẹp thật đấy, không cho cô lắc hộp vàng hết không? Lắc này có 550 nha mấy chứ, cái phá đồng hồ này. Em làm cái ngày đẹp như vàng cho mấy chế luôn nha, đó đẹp chưa? Rất là đẹp nha, 550 lắc cẩn thận, 550 mã 15 mã 15 nhà nào cũng đẹp hết trơn đó. Lắc này là lắc chà neo. Nó chết chà neo này. Có 730 một cây tư nha. Chà neo sòm luôn. Chà neo phân sòm luôn. Mới đẹp ạ. Đó, đẹp chưa? Rất là đẹp nha. Cái này là sạch và sang luôn. 730. 730 mã 16. Hộp màu nè mấy chế. Hộp màu nè. Chà neo nha mấy chế. Chà neo 900. Lắp chà neo 900. Chà neo 900 mã 17. Là 20 lắp thôi nha mấy chế. Để nè, nắng quá hết là rồi. Nói hộp màu em có màu trà, màu đen, màu xanh lá và màu vàng. Hết đỏ, hết chín nha mấy chế. Lai ba màu để cho nó thế nha. Xanh lá dễ đeo. Xanh lá mã 18. 19 xanh biển. Rồi. 20 bảy màu. Em úp xong em quay phiếu cho nó thế nha. Cho cô hai cái gì nóc đi cô. À đây mẹ nóc lại cô. Tặng nó bông mới nóc và một cái lắc tay nóc. Lắc này mấy chế, lắc inox nha. Rồi bông inox, dạ lắc inox tặng 2 phần, 100k. Quay phiếu cho mấy chế nha. Kim Phượng em hỏi lắc nào em. Lắc quá là lắc nào trời. Lắc quá tiền. Em nói số rồi chứ mới biết lượng chứ lấy lên cho em coi lại. Cho em nói sao mới được luôn. Quá nhiều tiền. Dạ chị Phạm Mạnh nha chị ơi. Chị Phạm Mạnh này không có lấy hình. Hộp đá dung màu đỏ. Ok em ơi, Phạm Dung Nguyễn này. Chị biết rồi, chị cảm ơn em. Dạ chị ơi, tặng chị một cái cạp 100k và một cái không đồng cho em số điện thoại cho địa chỉ nha. Nãy giờ mấy chế có chúng đem bên em á. Cho số điện thoại cho địa chỉ cho mẹ. Nắng quá à mấy chế. Dạ chị Phạm Mạnh giùm em nha. Chị Phạm Mạnh nha. Cái bông nóc không dị ứng không ngứa nha mấy chế. Lắc tay nóc nha. Đó em gì nãy giờ kiếm cái nóc không nè. Đi nóc không ngứa không đen rồi. Cái lắc tay đẹp không ạ? Đi ra bông nhẹ mà chứ sao không hình không vậy ta? Chị Lê Kiều nha, Lê Kiều ơi. Lê Kiều, Lê Kiều giùm em nha. Không cho tao chữ không? Lê Kiều á. Lê Kiều giùm em nha. Lê Kiều chứ không phải Lê Quỳnh. Cái này không có hình.
trả tiền lên quần mất má 15 550. Dạ ok chị. Ăn quá rồi, thấy chưa? Đó em phải ăn lại chút, không khỏe thôi nha. Quá nắng. Buổi chiều vui vẻ phải chơi đẹp ơi. Cho em lắc tay mã 16, 47 kg. Dạ ok, út nhỏ ơi. Út nhỏ ok, cảm ơn út nhỏ. Dạ Lê Kiều giùm em nha, Lê Kiều. Chúng quà cho xong thoại cho địa chỉ giùm em nha mấy chế. Em bỏ vô đây cho mấy chế gì nè. Đó. Đó, để tên mấy chế gì nè. Đó. Phạm Mạnh nè. Rồi nè. Nãy giờ là Phạm Mạnh nè. Rồi chị Thương Hoài nè. Thương Hoài là Hoài Thương nè. Mỹ Nhân nè. Rồi Phượng Dung nè, Phương Dung nè. Rồi chị Lê Kiều nè. Rồi ok mấy chế nha. Em chúc mấy chế ngủ ngon. Ngủ ngon.